Đấy, Thế chắc anh muốn hỏi như thế bởi vì này, khi mình đến với ai, đặc biệt là người đàn ông đã có một đời vợ đã ly hôn, thì mình phải biết thật sự rõ ràng. sẽ là cuộc điện thoại được gọi tới từ Phú Thọ. Alo, thính giả gọi điện từ Phú Thọ phải không ạ? Vâng, được rồi ạ. Vâng, chào bạn, câu hỏi của bạn là gì thế ạ? À, chị ơi, bây giờ em đang yêu một người là sinh năm 89, thì người đấy là cũng có qua xây dựng qua một lần vợ rồi ấy. Vâng. Hai bên bố mẹ gia đình thì cũng là nhất trí. Nhiều em và cái người đấy thì trong đang thời gian còn đang nói chuyện và thích lưỡng lự ấy, Vâng. thì không biết là em có nên tiến tới hôn nhân và nên đến với người đấy hay không ạ. Thì Tức em cũng là nhờ anh chuyên gia tư vấn liên hai quan bạn thì yêu nhau lâu chưa và cái điều gì mà khiến mình còn lưỡng lự như thế? vâng ạ. À, anh ơi, chưa, em vừa mới quen từ năm ngoái ạ. Bởi vì Vâng. em cũng 27 tuổi rồi thì em thì cũng chưa lập gia đình, nhưng mà anh ấy cũng qua một lần vợ rồi. Vâng. Và cái điều mà bạn băn khoăn bây giờ là gì? Và bây giờ băn khoăn là không biết là có nên yêu cái người này mà đó không, mà đã có qua một lần xây dựng rồi không ạ. Em thì lại là chưa yêu ai cả. Vâng. Em thì lại yêu rất nhiều người rồi ấy. Và khi nãy thì bạn có nói rằng là hai bên gia đình ủng hộ đúng không ạ? Vâng. Vâng, nhưng mà Vâng, vâng. bản thân mình thì còn thấy băn khoăn. Anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Rồi, xin chào Vâng ạ. em. Ừ, chào em. Vâng ạ, em chào anh ạ. Em 27, còn lão Vâng. kia là sinh năm 89 à? Vâng ạ, vâng ạ. 89 là năm nay bao Vâng ạ. nhiêu nhỉ? Vâng, em sinh năm 94 nhưng mà em thì chưa xây dựng lần nào. Nhưng mà Rồi. trước đây ấy, thì em cũng trải qua bao nhiêu là anh trai tơ rồi ấy. Chạy Nhưng tư. mà cứ không lấy được. Rồi. Cứ 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 có ý định ấy, xong rồi đi vào kết thúc tiến tới hôn nhân thì lại không thành. Đến cái anh này thì anh qua xây dựng qua một lần rồi, anh ý lại là ngỏ ý và muốn có ý định thật. Thì em và anh ấy bây giờ vẫn đang trong tình trạng ngày ngàng ấy, thì không biết Này là thế 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 có sao nên em biết tới là không hai ấy. bên sao em biết là hai bên gia đình đồng ý là cho Và hai đi? tức Em là cũng về nhà anh bố ấy em rồi. này, và bố em thì đầu tiên là găng không đồng ý, nhưng mà bố anh ý ở dưới nhà thì lại rất là thích em ấy. Đấy, bố mẹ của anh đấy thì rất là thích anh em, rất là quý mến. Bây giờ thì em với anh có làm cùng hay là nó gần gũi không? Để mà mình Có biết được em, nhỉ? có nha. Em thì ở Phú Số Thọ, em thì cùng cùng tỉnh Phú Thọ, nhưng mà là khác một 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 mỗi người một mỗi người một xã anh ạ. Rồi Thì tối rồi. trước thỉnh thoảng ấy, anh ấy Một thỉnh thoảng ấy hay sang nhà mình mới mới lên chơi. ạ. Ừ. Có đi làm cùng công ty hay là ở nhà thôi? Không, em thì ở nông thôn làm ruộng thôi ạ. Anh ấy thì làm nghề mộc, của em thì cũng là nông nông thôn thôi ạ. Em lên nhà anh ấy chơi nhiều lần chưa? Có, em cũng anh ấy mời xuống nhà chơi mấy lần rồi ạ. Nhưng mà em chưa lên nhà anh ấy. Không, em cũng xuống dưới nhà anh đấy mấy lần À rồi ạ. à rồi rồi, thế cho nên là bố anh mới quý mình được đúng không? Dạ vâng ạ. Này, thế cái đời vợ đầu của anh ấy nó như thế nào? Em có biết được kỹ kỹ không chẳng Có ạ. hạn? Ừ. Có, em thấy mẹ của anh ý kể bảo là anh ý là cũng qua một lời vợ mẹ, cái cũng có một đứa con gái Ừ. ly dị rồi, bây giờ con gái là về ở với mẹ, đứa con gái là về ở với mẹ. Em cũng chị vợ anh ý lười rồi thì là cứ cứ toàn chuyên vào nhà hàng mát xa. Anh ý thì là muốn là ở dưới quê này, vợ của anh ý là người ở Yên Bái, anh này thì người ở Phú Thọ. Rồi. Vâng. Là em cũng nghe qua mẹ anh ấy kể bảo là mẹ anh ấy thì lười, chả làm cái gì cả, toàn vào nhà hàng massage thôi. Thế Ừ. là vợ chồng là cãi cọ nhau, chắc là cũng cãi cọ nhau to tiếng ấy. Đấy, Thế chắc anh muốn hỏi như thế bởi vì này, khi mình đến với ai, đặc biệt là người đàn ông đã có một đời vợ đã ly hôn, thì mình phải biết thật sự rõ ràng. Nếu như cái đời vợ ấy ly hôn là do là ông chồng bồ bịch rồi tính anh này gia trưởng rồi vũ phu rồi bạo lực rồi thiếu trách nhiệm, suốt ngày chỉ lô đề hút chích, về lại còn chửi bới vợ con đến nỗi người ta không chịu được, người ta dứt áo ra đi, thì nó là chuyện khác. Thế còn ở đây em đã lên xong rồi, em cũng tiếp xúc với người lớn, mình cũng biết hoàn cảnh là hai anh chị là ở hai tỉnh khác nhau, chị thì ở Yên vâng. Bái, chồng thì ở Phú Thọ, vợ thì không chịu về ở nhà chồng để làm ăn, lại cứ đi thích đi làm ở những chỗ nhà hàng mát xa mát sủng đúng không ạ? Vì Vâng vậy ạ. là vợ chồng nó mới mâu thuẫn và dẫn tới ly hôn. Ly hôn chính xác chưa, em nhìn thấy cái giấy mà ly hôn chưa, hay là giận dỗi? Thì nhiều trường hợp là vợ chồng thì ai À, ở đâu cơ. cháu à, em cũng nghe thấy ông bố bảo là anh có thấy bác có thấy anh ấy đang ly hôn rõ ràng chưa bác, thì ông
thì bố của anh đấy bảo là nó có cần xem giấy ly hôn không. Em mới bảo là thôi bác là bố của anh đấy, cũng là người lớn tuổi, bác nói như thế thì cháu cũng là đủ tin. Còn thế, bây giờ ôi, cháu thế cũng, em cháu cũng... cái gì là cháu cũng phải là cái người thật cái thật. Giờ cháu sợ hay là anh ấy có vợ rồi, hay anh ấy lại hay đóng kịch thế này thế nọ, đâm ra lại rất là ảnh hưởng đến cho cháu. Thôi, có được một cái niềm tin chính là đã tiếp xúc với người lớn, mẹ anh ấy nói vậy, bố anh nói thế, nghĩa là mình cũng tin rằng người lớn chắc người ta cũng không vào hùa với con người ta để làm cái gì hại mình đâu. Anh ấy chỉ có mỗi một khuyết điểm là chót không phải là còn dây tơ, dây tân đúng không? Mình thì là cứ gọi là mặc dù nhiều đời người yêu nhưng mà chưa xây dựng gia đình bao giờ, mình cứ nghĩ là như thế thì mình thiệt thòi. Nhưng mà thật ra thì ở đời mà bây giờ nhìn chả biết ai là tơ ai là tân đâu. Có những chàng trai chưa có vợ nhưng mà đến bốn đời người yêu mà thật sự đã có những trường hợp là cũng chỉ tội là chưa có con thôi, chứ còn anh ta cũng chẳng quần tơ với lại vương gì nữa đâu. Thế cho nên là thôi, trong trường hợp này nếu mình đừng có nặng nề là dai gái tơ với lại dai đã từng có đời vợ gì. Cơ bản nhất mình cứ tìm hiểu thêm đi, con người này tính tình có được không, có chịu thương chịu khó chịu làm gì ăn, có trách nhiệm hay không, đối nhân xử thế như thế nào, và đồng thời cũng lắng nghe thêm ý kiến của những người xung quanh nữa. Ví dụ như mẹ mình nói rằng ông thằng này nó cũng được đấy, hay là bố mà thôi nó chịu khó làm và ăn với lại tuổi con lấy thằng này như thế cũng phù hợp, tức là mình lắng nghe để tham khảo cộng với lại lắng nghe xem là mình có thấy xúc động khi mà ở gần anh ấy không thôi. Còn bỏ qua cái chuyện rằng là anh ấy không còn tơ không còn tân nữa. Nếu tiến tới được thì chỉ lưu ý em một điều rằng là mình đã chấp nhận lấy một người, kết hôn với một người đàn ông đã từng có một đời vợ và một đứa con. Nó sẽ có những cái rắc rối một chút xíu thôi. Ví dụ người ta bỏ vợ chứ người ta không bỏ con. Sau này em thấy hôm nay anh ấy gọi điện cho em, anh bảo anh ấy lên xin quê Yên Bái thì anh ấy vẫn vào thăm con bé cú, anh ấy nói với em là anh vào đây. Chứ còn là vợ anh ly dị lâu rồi, anh không liên quan tới bố của anh nữa. Việc nhưng đầu bé tiên cú anh đi qua tiện đường đấy thì anh vẫn vào thăm, anh nói thẳng luôn cho em biết, anh không xấu hổ gì cả. Vì xấu anh ấy thì cũng hơi nóng tính một chút, mà anh ấy lại rất là thành thật ạ. Tốt. Và đấy là một người đàn ông có trách nhiệm, còn có cái thăm con chứ, mà bây giờ chỉ vì cái này cái khác mà rồi một người đàn ông chả có quan tâm gì đến con thì thiếu trách nhiệm, thì mình cũng chả quý gì cái người đấy. Thế thì chỉ có lưu ý rằng là sẽ có như thế, sau này ngày lễ ngày Tết con nó sẽ về với ông bà nội với bố nó, rồi thì mình cũng phải chứng kiến là bố con nhà nó quấn quýt lấy nhau, thậm chí là có trường hợp là ví dụ như đến lúc mà chị kia chị muốn đi lấy chồng, thế xong rồi là vì vướng bận cô con riêng mà bây giờ thì chị chưa lấy chồng nhưng chị muốn là nuôi cái cô ấy con bé, nhưng mà sau này có chẳng hạn là chị sẽ yêu một anh nào đó mà anh ấy thì không chấp nhận là chị có con riêng, biết đâu chị có quay trở lại trả con cho chồng mình ấy, thì có trường hợp như vậy mình cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần, thì lúc ấy mình cũng phải chấp nhận rằng là mình đã yêu một cái cây thì phải yêu cả cánh rừng. Chứ bảo rằng không, tôi chỉ chấp nhận yêu mỗi cái cây trò nghìn tuổi này thôi, còn tôi không thích cánh rừng thì cũng khó lắm nhá. Vâng ạ. Ơi, anh ơi, anh tư vấn cho em, anh tư vấn giải đáp cho em giúp cái tuổi 94 của em đấy. Sao mà em yêu bao nhiêu anh rồi, bao nhiêu là anh trai tơ, trai trẻ, xong rồi cuối cùng thì em lại không lấy được ấy. Xong đến những cái anh này qua một lần vợ rồi thì anh ấy lại đi đến thì có vẻ anh ấy lại là thật ấy. Có những anh kia thì cứ nhất, yêu một thời gian xong rồi thứ nhất thì anh không phải là thầy bói để xem cho cái tuổi này, nhưng mà anh thấy qua nói chuyện thấy em là người tuy ít tuổi nhưng sinh năm 94 nhưng mà suy nghĩ rất là chín chắn và chững chạc. Cái việc một cô gái sinh năm 94 mà lên nhà người yêu mà ngồi nói chuyện với bố mẹ anh ấy rồi lại còn nói thẳng là cháu tin bác, cháu coi bác thế nọ kia, phải nói chững chạc lắm ấy. Thế thì trong con mắt của em ấy, những cái cậu dai tơ mà cũng bằng tuổi hoặc là kém tuổi thì trông chúng nó trẻ con lắm. Thế thì đến lúc mà mới gặp được cái cậu này là cái cậu mà đã có một đời vợ, ít ra thì nó cũng từng trải một chút, nó chín chắn hơn. Nó không rất là chín chắn, rất là đứng đắn anh ạ. Thế thì mình chết đứ từ đừ ra với cái lão mà chín chắn từng trải ấy. Chứ còn trong con mắt mình ấy, những cái lão mà bằng tuổi, những thanh niên tơ mới lớn ấy thì còn trẻ ranh lắm. Thế thành ra mình không thấy rung động nhá. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Chúc cho bạn sẽ gặp may mắn trong cuộc sống và tình yêu bạn nhé. Vâng, em chào cảm ơn chị ạ. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Hải Phòng.
Alo, thính giả gọi điện từ Hải Phòng phải không ạ? Alo. Vâng, chào thính giả gọi điện từ Hải Phòng ạ. Rồi, mình ở Hải Phòng đây, mình muốn hỏi, mình nghe rất nhiều tư vấn về sức khỏe hôn nhân và trong những câu chuyện của ban biên tập chương trình, mình thấy có dẫn nhiều chương trình mà ai cũng là toàn lời hay ý đẹp, mình thích lắm, nên là mình có một cái việc muốn nhờ bên mình tư vấn hỏi nhỉ. Vâng, cảm ơn anh đã quan tâm tới chương trình. Vâng, anh có thể nói câu hỏi của mình ạ. Mình thì nói như này, bây giờ mình thì cũng ngoài 50 rồi mà bà xã mình thì cũng 52. Thế mà nói chung là từ trước giờ thì mình cũng không phải dùng những về vấn đề sinh sản ấy mà. Mình cũng không phải dùng một cái biện pháp gì cả. Thì sau khi là các cháu nó trưởng thành rồi. Thế nhưng có đợt vừa rồi thì tự nhiên là nhà mình thì không biết là nó có phải là ở rơi vào cái trạng thái là tiền mãn kinh không. Thế nhưng mà trong cái vấn đề mà vợ chồng chăn gối thì mình thấy vợ mình thì hào hứng lắm, mà đến bản thân mình cũng phục vụ rất là đầy đủ. Thế mà mình cảm thấy rất là tốt, nhưng tự nhiên là vừa rồi nó có một tháng là nó chậm nó mất kinh ấy. Mất kinh đến sắp sửa là đến tháng thứ hai rồi. Nhưng mà bảo đi khám thì nhà bây giờ nó có tuổi mà, thì đâm lại ngại. Thế mà bảo đi kiểm tra để mua que thử thì cũng lại ngại. Thế mình cũng nhắn nút gửi lên đây lên chương trình, nhắn tin lên chương trình để tư vấn giúp mình xem là bà xã mình có phải là dấu hiệu là có thai không. Thế mà bây giờ cứ thỉnh thoảng là ngày ngày thường thường nó thỉnh thoảng nó cứ nóng ngực lên ấy. Tức là chị nhà anh thì năm nay đã 52 tuổi rồi đúng không ạ? Đúng rồi. Và đã mất trong một tháng trở lại đây. Trước đây thì đều chứ đều, ạ? Tháng nào đều lắm, đều nào không bao giờ mà xê dịch một ngày nào cả. Rất đều, đủ một tháng là cái vòng kinh rất là đều, không có chậm chung gì cả. Và tháng này thì đến tháng mà vẫn chưa thấy, khiến cho là hai vợ chồng rất là lo lắng. Không biết là cái hiện tượng đấy là hiện tượng gì, có phải là có thai hay không? Bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình sẽ tư vấn cho anh nhé. Vâng, cảm ơn chương trình. Rồi, chào mình quan tâm, cảm ơn mình rất là yêu quý chương trình mà nghe chương trình nhiều nhỉ. Thế thì bây giờ lo cái gì? Lo là vợ có thai à? Không, có thai thì cũng rất là mừng chị Phượng ạ. Không phải là không mừng. Thế nhưng mà bởi vì mình sợ nhất là cái tuổi này không biết có phải là có thai không hay là đặt tiền mãn kinh. Thế thì bây giờ là như này, tuổi này là tuổi tiền mãn kinh và có người đã mãn kinh rồi đấy, đúng không? Đấy là câu hỏi như thế. Và nếu ở cái tuổi gọi là tiền mãn kinh ấy, thì như ban nãy mình có nói một câu là vợ mình nó cứ hừng hực lên ấy, nó nóng ấy, là một trong những cái biểu hiện của tiền mãn kinh đấy nhá. Rồi là tiền mãn kinh thì kinh nguyệt nó cũng lại thất thường. Một là nó ra rất là nhiều, hai là chu kỳ kinh nguyệt nó rối loạn đi, nó bị mất nhá. Thế và có các cái dấu hiệu khác như là đổ mồ hôi rồi hay cáu hay gắt. Đấy là các cái biểu hiện của tiền mãn kinh. Thế còn nếu là có thai mình rất là mừng thì kệ nó đi, lờ cái vụ có thai đi. Không, ép vợ thử để làm cái gì. Vâng. Đúng không? Vâng. Thế cho nên là cái chuyện mà là cứ bảo vợ thử xem, mua que về thử, tức là để xem là có phải có thai không, đúng không? Mà vợ nó không chịu làm. Nó không chịu làm. Mà không chịu làm thì thôi, tại mình bảo là nếu mà có thai thì mình càng mừng mà. Thì thôi, không căng thẳng ở cái việc mà nó không thử thai. Thế mà bây giờ lại lo là vợ có phải ở cái giai đoạn tiền mãn kinh không. Thì rõ ràng là như thế rồi, ở nếu xét theo lứa tuổi nhá. Thì nó là như vậy. Và nếu để, và người vợ lúc đấy là tính tình nó còn thay đổi nữa ấy, thì không biết là vợ của bạn có thay đổi không? Tính tình có thay đổi không? Không, tính tình thì vẫn không có gì là khác cả. Mà yêu vẫn cứ nhiệt tình. Ngay, vẫn cứ nhiệt tình, thế là vẫn được nhiệt rồi. Tình, vợ chồng vẫn cứ chăn gối nhiệt tình luôn. Mà lắm lúc nó thật với bác sĩ Phượng là nếu nói để mà thanh niên chắc cũng không bằng. Úi dồi ôi, quý quá. Năm 2 tuổi luôn, thanh niên cũng không bằng. Rồi. Mà vợ mình lại còn hơn mình 2 tuổi à? Không, vợ kém kém 2 tuổi. Kém 5 tuổi. À, vợ kém 5 tuổi. Bên đấy lại nghe nói là vợ 52. Tôi năm nay 57 là 58 rồi. À, rồi. 57 58 rồi. Mà vợ thì là 52. Vâng. Mà vẫn nhiệt tình như thế thì là quý quá.
đúng không? Chỉ có mỗi cái đoạn mà kinh nguyệt nó thay đổi thôi. Đúng không? Kinh nguyệt thì như này chị Phượng ơi, bởi vì là từ trước giờ là kinh nguyệt là không có chậm một ngày nào. Đúng rồi. Nhưng có mỗi cái đợt vừa rồi nó như này cũng lại phải nói thêm, chị thông cảm nhá. Thời gian nó biết là thời gian nó có hạn. Rồi. Có mỗi cái thời gian vừa rồi là nó như thế này. Nên là theo tôi thì tôi sợ hay là nhà tôi nó ức chế. Vâng. Có nghĩa là nhà tôi nó nghi là tôi bồ bịch. Đấy. Bồ bịch xong thì là xong cái tháng đấy thì là tự nhiên lại chẩn luôn, là cũng là lúc quan hệ đúng cái ngày là chứng dụng luôn. À. Rồi. Đấy. Thế là quan hệ đúng cái ngày chứng dụng thì là lúc bắt đầu là có lúc bây giờ tôi nhớ là sau khi mà kinh nguyệt được tuần hơn, có nghĩa là nó rơi vào tầm 8-9-10 ngày gì đấy. Thì sau cái đợt đấy xong là quan hệ xong cái là nhà tôi nó bị một cái ức chế, là tưởng là tôi bồ bịch xong bắt đầu là cũng cứ hực hực lên, xong rồi là mình nghĩ hay là bà bị ức chế, bà ấy mất kinh. Đấy. À, bây giờ mẹ giải thích cho cái việc hừng hực là do là ghen mình, đúng không? Nghi ngờ mình chứ không phải hừng hực. Là cái dấu hiệu mà bên nãy tôi nghe tôi nhầm tưởng đấy là một trong những dấu hiệu của tiền mãn kinh nhỉ? Vâng. Không, cũng có chị ạ. Cũng có. Sau khi nào hòa thuận rồi. Đúng rồi. Bình thường, trở lại bình thường rồi. Nhưng mà vẫn thỉnh thoảng là cứ vài ba ngày nó lại thỉnh thoảng nó hừng hực lên, nó lắm nóng xong nó kiểu cứ nhớ chồng. Đúng rồi. Thì tuổi tiền mãn kinh nó là thế mà. Nó thay đổi, nó thất thường lắm. Thế nhưng mà vấn đề là vẫn cứ hai vợ chồng vẫn cứ vui vẻ và vẫn cứ đáp ứng đủ. Thế là tốt rồi. Nhờ. Và thỏa mãn rồi, thế là tốt rồi. Và bây giờ vấn đề là phải duy trì được cái tốt đấy. Nhờ. Thì cái người ở nếu mà có cháu cũng lại càng ok luôn. Thế thì quá tốt. Thế cho nên quên cái đoạn ép vợ thử thai. Mà bây giờ là quay ra chăm sóc vợ, bởi vì cái người ở tuổi tiền mãn kinh ấy thì là cũng dễ giận dỗi, ghen tuông với các thứ lắm, thì gần gũi hơn, chia sẻ hơn để rồi gì ạ, để tình cảm hơn và lại phục vụ mình tốt hơn nhỉ. Vâng, thế chúc cũng muốn như này, bác sĩ Phượng này cũng muốn là để mà biết được. Đúng rồi. À, bởi vì là bảo đi thì bảo bây giờ có tuổi nó ngại. Xong bảo đi mua que về thử thì tôi còn bảo nhà tôi bảo là cái gì bà người ta hỏi thì bà cứ bảo là mua cho con gái. Mua cho con gái. Sao phải ngại gì? Mình muốn biết được chính xác để mình có thể mình cái tuổi này để mình chăm sóc để cho nó hiệu quả hơn. Đấy. Đấy, mình muốn chăm sóc từ lúc đầu luôn để cho nó có hiệu quả, bởi vì mình đã đang thích rồi, mình muốn thôi gì cuối đời kệ nó, muốn già bao nhiêu tuổi cũng được. Không cần thiết là phải sau này cháu có trưởng thành hay không. Đấy là ý tâm nguyện của mình nó như vậy. Cứ có thêm người là quý rồi nhỉ? Vâng, cứ có người là quý rồi. Vâng. Thế thì anh thì rất thiết tha là để xem là nếu mà đúng có thai thì sẽ chăm sóc ấy em bé nó ngay từ những ngày đầu. Vậy thì nhưng mà vợ không chịu, vậy thì cũng không căng thẳng. Bây giờ chăm sóc coi như là vợ đang mang thai đi. Vâng. Đúng không? Bồi dưỡng vợ, tình cảm với vợ cũng chỉ cần thế thôi mà. Đỡ việc nhà cho vợ, tức là nếu đúng có thai, tức là đang chăm em bé rồi. Vâng. Cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Vũ Minh Phượng. Vâng. Cảm ơn anh đã gọi điện tới chương trình. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Hà Nội. Alo, thính giả gọi điện từ Hà Nội phải không ạ? Dạ, em nghe ạ. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Câu hỏi của em là cuộc sống của chồng em thì nó từ xưa đến giờ thì nó không có gì cả, mà mấy tháng nay thì vợ ở trong Nam, em ngoài Bắc. Em thấy vợ em nó khác quá thì em hỏi chương trình là những cái dấu hiệu như thế thì có phải là vợ có dấu hiệu ngoại tình không ạ? Vâng, tức là 3 tháng trở lại đây thì vợ đi công tác trong Sài Gòn đúng không ạ? Dạ, nhưng mà thấy vợ nó sống nó khác xưa. Vâng, những cái biểu hiện khác mà bạn nhận thấy thì là gì ạ? Em nhận thấy ví dụ như là mọi khi thì rất là hay điện về cho em. Vâng. Nhưng mà cái thời gian đây thì có khi cả nửa tháng không điện. Mà em điện vào thì lại tỏ ra là rất là khó chịu. Đấy. Vâng. Thế thì không biết là hai vợ chồng bạn đã nói cái cảm xúc của mình chưa? Có thể là em, cô ấy bận thì em sao? Em cũng nói thẳng với vợ rồi. Nhưng mà vợ thì cứ thề sống thề chết. Nhưng mà em thấy nghi ngờ lắm. Vâng, bạn nhận thấy những cái bất thường đúng không ạ, ở vợ. Anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Dạ. Rồi, chào em. Dạ, em chào anh ạ. Ồ, thanh niên bao nhiêu tuổi rồi? Dạ,
Em thì năm nay 48 rồi. Ôi dồi, thế à? Bởi vì nghe tưởng như mới cưới vợ được mấy tháng ấy. Vì cái thứ nhất là dòng trẻ, thứ hai là cũng thấy háo hức hồi hộp. Này thế con cái lớn chưa và công việc gì à bà để đi Sài Gòn mấy tháng liền vậy? Hai vợ chồng em thì làm ăn ở trong đó. Thì vừa đoạn thì bố em ốm thì em về ngoài Bắc. Em ở ngoài Bắc mấy tháng, nhưng mà trước đây thì em vẫn sống vợ chồng hạnh phúc, nó mọi thứ mình hiểu nhau lắm. Riêng mấy tháng vừa rồi là em thấy nó có những biểu hiện rất là khác thường. Ngoài cái chuyện mà gọi điện cứ nhạt nhạt ấy thì còn gì nữa không? Còn cái hôm bà về thì vợ chồng thì cũng nằm tâm sự nhau thì cái chuyện vợ chồng động chạm vào nhau lúc đi ngủ với nhau thì nó là chuyện bình thường đúng không? Nhưng mà em thấy bà hình như là em động vào bà không thích ấy, mà bà khó chịu, bà cứ lấy lý do lúc thì bà buồn ngủ, lúc thì bà mệt, mà em thấy bà khác xưa quá. Đây là cái đợt mà bây giờ mình trở lại Sài Gòn rồi đúng không? Dạ đúng ạ. Bây giờ là mình trở lại rồi, mình chỉ thấy khác là do mấy cái tháng mà vì ông già mình ở ngoài Bắc ốm, mình về để gọi là chăm cụ. Bây giờ công việc cụ xong rồi, mình quay trở lại thì thấy nó khác xưa. Đặc biệt là trước đây thì vẫn ngon lành, và bây giờ thấy cái chuyện tình cảm vợ chồng nó cũng có vẻ nhạt nhẽo đi. Dạ, nhạt nhẽo này mà điện thoại dùng thì em thấy có vẻ rất là bí mật, bí hiểm lắm. Em rất là nghi ngờ, thực sự vì em cũng hay đọc sách mà. Em cũng rất nghi ngờ, nhưng mà em không dám khẳng định thẳng. Đúng, bởi vì khi mình mới chỉ nghi ngờ mà không có cái gì gọi là cụ thể thì mọi sự nói ra của mình sẽ bị... Nếu người ta là oan ức thì người ta sẽ cảm thấy bị tổn thương, xúc phạm. Thế hoặc là nếu người ta có thật thì thật ra thì vì mình không có bằng cớ gì thì người ta cũng sẽ nói là mình vớ vẩn, rồi là đấy, bỏ về ngoài Bắc bao nhiêu tháng trời ở trong một tay người ta, vừa phải công ăn việc làm, vừa kinh tế, vừa quán xuyến gia đình con cái, đã thế lại còn lắm chuyện. Rồi thành ra, hoặc là người ta mới biết. Thế thì mình để ý thêm đi, đừng có cau có cào cò gì nữa. Mình cứ duy trì tất cả những cái nền nếp sinh hoạt xưa. Vợ chồng cũng gọi là nó có xa cách một chút, chắc là không đủ để mà dẫn tới cái chuyện là cô đã có ngay một người đàn ông khác đâu. Thật ra chắc là vợ chồng sống với nhau thì cũng biết tính nhau rồi. Cô cũng không phải là người dễ đến mức độ là hở ra một cái là đã có thể này, dễ dàng như thế, đúng không? Thì việc đầu tiên là mình phải đánh giá được đúng cái người nhà mình. Thế nếu mà lại tuổi cũng chẳng phải là còn đang 27, 28, 30 gì mà bảo rằng là hơi rời chồng ra thì đã lại mắt hấp, hay đã có anh nọ em kia, cũng mình 40 mấy thì chắc cô cũng phải vậy, đúng không? Dạ. Cũng... Vợ em thì... về cái sinh lý thì vẫn còn rất là mạnh. Rồi, mạnh đấy, nhưng không có nghĩa mà, rằng là rất mạnh. Nhưng mà rồi cái thời gian vừa rồi thì lại cứ bảo là không, ý là không muốn này khác ở kia, thì em thấy rất là vô lý. Đấy là một cái. Thứ hai, dùng điện thoại là những cái tin nhắn em không được, em nguyên tắc thì em không có xem điện thoại của vợ bao giờ. Đúng rồi, thật ra này, cái gì biết thì đã biết, còn mình cứ cố để mà biết thì có khi chưa chắc đã hay bằng này. Có những lúc em cố có khi giả mù đi cho nó khỏi bức xúc. Tất nhiên thế này đấy, vì mình không mù thật cho nên cái việc giả mù cũng rất khó chịu đấy. Cho nên là có những lúc buổi tối nào đó đi chơi với nhau, hoặc là ngồi ở nhà nói chuyện thật sự thẳng thắn, anh thật sự là sau cái đợt vừa rồi anh cảm nhận thấy rất là nhiều điều buồn, sống với nhau phần ấy phần nọ như thế nọ thế kia, công việc ra ngoài ấy cũng chỉ vì có cái việc gia đình mà anh phải về, nhưng anh thấy em thế này em thấy thế kia. Mình không quy kết là hay là cô có bồ, hay là cô thích thằng nào, hay là trong lúc tôi đi vắng ở nhà cô thế nọ thế kia, thì đấy là mình một cái sự gieo ăn. Nhưng mình nói cái nỗi lòng của mình ấy, anh thực sự là thấy buồn, bởi vì thái độ của em rất là khác. Bây giờ em lạnh nhạt, em coi thường, mà vợ chồng còn có cái gì mà em cứ thậm thụt cái điện thoại, em cứ để password đây này của anh đây này, em có thích thì em xem đi. Tức là mình cứ nói hết để cho thấy rằng là hóa ra ông ấy cũng tinh ý, ông ấy cũng là cái người quan tâm, cũng để ý, chứ không phải là mình là đàn ông phổi bò không biết gì, đúng không?
Thì đấy nó là một cái gọi là đánh động ngăn ngừa từ xa. Nếu như cô có một cái mối quan hệ nào đó nó mới chỉ chớm nở thì bây giờ thấy chồng đấy buồn này, rồi lại thấy cũng nghi rồi lại thậm chí còn nghi ngờ cái đoạn dùng điện thoại nữa, thì cũng là một cái lời cảnh tỉnh để gọi là stop lại cho cô ấy, không để trượt quá đà. Chứ còn ngồi đấy đợi là bao giờ để bắt quả tang một cái gì đó rồi mới làm cho ra ngô ra khoai chẳng hạn thì lúc ấy chả làm được nữa đâu. Cho nên giống như trường hợp là mình có cảnh báo khi mà người ta chưa xảy ra cái gọi là tội phạm ấy. Ví dụ như là giống như một đứa trẻ mà đang chạy ra sắp ra đến ngoài đường cái ấy, thì mình phải quát ngay để cho gì ạ, nó dừng lại. Chứ mà lại bảo là để cho nó ra đấy rồi nếu thấy cái ô tô ngang qua rồi mình quát có khi không kịp nhá. Thế thì cái thứ hai nữa là thay đổi cuộc sống vợ chồng đi. Mình bây giờ kinh tế tạm tạm không? Con cái lớn chưa? Thế em cũng ổn. Còn cả em thì cũng hai đứa đi làm hết rồi. Sau cái đợt vừa rồi, cô là người Bắc hay là người Nam? Người Bắc hết anh ạ. Thế đợt vừa rồi ông thế mà cô không về à? Có chứ, có về chứ, về xong lại đi mà. Thế còn mình thì là ở lại thêm vài tháng đúng không? Dạ, em ở lại thêm, em còn trông mà. Cô ấy về thăm thôi. Con cái lớn rồi, làm ăn cũng vậy rồi. Cuộc sống thì đích cuối cùng là làm sao mình vui vẻ hòa thuận. Lập mấy cái kế hoạch đi, xem là Đà Lạt đi chưa, Vũng Tàu đi chưa, Phú Quốc đi chưa, đăng ký máy bay giá rẻ để đi du lịch xuyên Việt xuyên Việt. Cái đấy nó cũng này, ở gần nhau rồi có khi mình phát hiện ra được nhiều thứ. Hóa ra là cứ tưởng là cô này cũng lạnh nhạt chứ tự nhiên bây giờ lên đi Đà Nẵng xong rồi lên trên Bản Nà xong lại ngủ một đêm ở trên đỉnh núi cao, trời ơi cô này khác quá, bùng cháy luôn, ví dụ như vậy. Cho nên cuộc sống đôi khi ở nhà nữa chứ. Em cứ nghĩ là bao nhiêu năm trẻ thì chả có vấn đề gì. Mà bây giờ tự nhiên là cũng có cái tuổi rồi mà đổ đốn là thế thì em không, mình đã làm gì mà kết luận đổ đốn, mà mình cũng thấy rằng là qua đấy nếu như có một chuyện gì thì cũng là một cái điều mà cảnh báo cho mình biết rằng là ôi cuộc sống không phải lúc nào nó cũng cứ ngon lành như là từ trước giờ mình nghĩ đâu. Bây giờ nói thế chứ bốn mấy rồi thì bốn mấy chứ vẫn cứ phải gọi là duy trì, rồi thỉnh thoảng phải đổi mới, rồi thỉnh thoảng cũng làm cho cuộc sống nó đỡ nhàm chán tẻ nhạt. Thì cũng giống như là đang nói là cuộc sống đang rất là bình thường, ai rất là chủ quan với sức khỏe, nhưng mà có cái đợt dịch gọi là COVID-19 đúng không? Tự nhiên cả một cộng đồng sốc lại tinh thần, mọi người chú ý hơn đến cái việc giữ gìn sức khỏe. Thì đấy là trong cái mặt trái, không may nó lại có một cái ý tốt. Qua đây thì mình cũng là một cái gọi là tiếng chuông nhắc nhở lại là vợ chồng rồi đấy, sắp vài năm nữa là đến 50 đổ ra rồi, kể cả nó thay đổi cả tâm lý, sinh lý, thậm chí tính tình này khác nữa. Có lúc mình lại gấp ngoái, mình chán Sài Gòn, lại muốn về quê làm cái nhà trên nền đất cũ, sống với anh với em, rủ vợ lại không đồng ý, mà ông muốn đi đâu thì đi, tôi không cần. Cuộc đời nó còn dài và nó còn thay đổi nhiều, nhưng mà thôi cứ đi đến đâu thì mình gỡ đến đấy nhá. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn bạn đã gọi điện. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Ninh Bình. Alo, thính giả gọi điện từ Ninh Bình phải không ạ? Dạ vâng ạ. Vâng, chào bạn. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Câu hỏi của em là em muốn hỏi được về sức khỏe sinh sản. Khi vợ chồng em cưới nhau được 7 năm rồi, khi hồi còn trẻ thì vợ em cũng bị mắc căn bệnh là loạn kinh. Nhưng mà từ lúc lấy vợ chồng lấy nhau về thì vợ em loạn kinh. Còn mấy cả độ này em thấy cảm thấy rằng tinh dịch của mình ra nó hay có sự. Vâng. Tức là vợ bạn thì trước đây có hiện tượng loạn kinh nhưng bây giờ thì trở lại bình thường rồi đúng không ạ? Dạ không ạ. Trước kia là bình thường, nhưng mà bây giờ là từ khi mà vợ chồng em lấy nhau ấy thì là vợ em mới bị loạn kinh. À vâng. Vâng. Còn bạn thì lại có hiện tượng là tinh trùng bị... Xin lỗi, bạn đang đứng ở đâu hay là bạn sử dụng điện thoại như thế nào mà bên này khó nghe quá ạ? Em đang ở công ty thì ra chỗ làm ạ. Vâng, sóng nó không được ổn định, nghe nó rất là khó. Dạ vâng. Vâng, trở lại câu hỏi của bạn thì bạn hiện nay thì bạn băn khoăn cái vấn đề rằng là tinh trùng của mình bị vón cục đúng không ạ?
Dạ vâng ạ. Vâng, và điều này thì khiến bạn rất là lo lắng, không biết là cái hiện tượng này thì nó có biểu hiện gì về vấn đề sức khỏe của mình hay không? Dạ, vâng. Bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình sẽ tư vấn cho bạn ạ. Câu chuyện của em muốn hỏi đến chương trình là có hai vấn đề, đúng không? Vâng. Một vấn đề thứ nhất là của mình trước đi đã. Là vâng. Em nói rằng là tinh trùng của em nó cứ bị vón. Vâng. Vậy thì đầu tiên là mình không nhìn thấy tinh trùng và trong cái dịch mà mình xuất ra ấy, người ta gọi là tinh dịch nhá. Vâng. Tinh dịch có nghĩa là có dịch và có tinh trùng. Thế vâng. Thì nó bị vón thì em thấy là nó có khác trước không? Dạ có ạ. Hay là thường xuyên vón như thế? Nó mới xuất hiện cách đây có mấy tháng nay thôi ạ. Thế à? Thế nhìn thấy nó cứ vón lại ở đâu đấy à? Không, khi xuất ra thì em cảm thấy là nó ra ngoài của vợ em thì là em thấy rằng nó cũng bị vón cục từ bụng nhỏ một ạ. À thế tức là tức là cái gì, cái dịch nó ít quá cho nên là nó không loãng mà nó cứ vón lại đúng không? Vâng. Thì vấn đề đấy thì cũng không phải là cũng không phải là chuyện lắm. Bởi vì đôi khi đi ra ngoài, đặc biệt là lại xuống lớp vải gì đấy mà cái dịch nó bị thấm nước đi rồi, nó chỉ còn lại các cái chất. Ví dụ như là trong cái tinh dịch đấy nó còn có đường này, nó còn một số các cái muối khoáng. Thế thì và tinh trùng thì nó có thể là bị vón, bị khô lại ấy. Đấy thì cũng không phải thành vấn đề nữa, không phải thành vấn đề lắm. Có chăng để giải quyết cái chuyện này hoặc là để cải thiện nó thì em uống nhiều nước lắm. Em uống nhiều nước hàng ngày. Nhiều nước ạ. Ừ. Nhá. Vâng. Cái thứ hai là em nói rằng là vợ thì từ khi lấy chồng là cái vòng kinh nó không đều nữa, có đúng không? Cô tâm sự với em thế à? Vâng, em thì từ khi lấy nhau về em biết mà thỉnh thoảng em muốn hỏi thăm vợ xem là sức khỏe như nào, nhưng vợ em bảo là bị loạn kinh. Loạn, khái niệm thế nào là loạn ý? Tức là cái vòng kinh không ổn định, nó không đều. Đến tận đôi tháng mới có một lần. Mà có lúc thì một tháng lại ba lần. Thế hả? Thế thì bọn em là có con chưa? Dạ bọn em chưa ạ. Chưa có con, lấy nhau bao lâu rồi? Bọn em lấy nhau 7 năm rồi ạ. Mà chưa có con? Dạ vâng. Vậy cái chuyện mà cái vòng kinh nó không đều và trong trường hợp như là của vòng kinh nó rối loạn như như vợ em ấy thì quả thật là nó cũng có thể ảnh hưởng đến cái chuyện mà mang thai nhá. Kèm thêm gần đây em lại thấy cái việc mà gọi là theo em cảm nhận thôi, mô tả rằng là nó khác thường đi và nó vón thì bây giờ nó là vấn đề thực thể và mình cần phải đi khám. Cái thứ nhất là lấy nhau 7 năm mà chưa có con, tức là vô sinh rồi đấy. Người ta diệt vào cái loại dạng gọi là vô sinh nhá. Và nếu mong muốn có con thì tìm hiểu nguyên nhân nó do làm sao thì buộc phải đi khám và hai vợ chồng đi khám sớm. Để nếu mà tìm hiểu ra nguyên nhân là tại chồng hay tại vợ hay là cả đôi bên cùng hơi yếu yếu thôi, hơi có vấn đề thôi, thì để có cái phương pháp để mà điều chỉnh sớm, điều trị sớm thì hy vọng rằng là sức khỏe của cả vợ và chồng nó sẽ tốt, đặc biệt sức khỏe sinh sản nó sẽ được cải thiện thì lúc đó mới mong có con được nhá. Vợ chồng em đi khám hầu như là cứ 2 năm là đi khám một lần ạ. Đi khám ở đi đâu? Đi lên Hà Nội khám 2 năm một lần. Khám ở đâu em? Em khám ở bệnh viện phụ sản, mới là lên trên bệnh viện C. Thế thì người ta nói làm sao em? Người ta kết luận của em thì vẫn bình thường. Đấy là hơn một năm rồi trước rồi. Em đi khám. Người ta kết luận của em vẫn bình thường. Bình thường. Của vợ em thì nó cũng hơi viêm nhiễm nhẹ. Cái vấn đề loạn kinh đấy ạ. Thế cái trả lời cho loạn kinh thì người ta nói làm sao? Dạ. Cái trả lời cho loạn kinh ấy thì thông thường nếu như mà nó có rối loạn thì người ta sẽ cho điều trị. Vâng, đấy. Người ta có cho điều trị, người ta cho thuốc đặt viêm nhiễm,
chung là cũng nhiều loại thuốc lắm em. Đúng rồi. Ừ. Thế thì đấy, nó có cải thiện không sau khi dùng thuốc đấy thì? Có cải thiện, nhưng mà đến khi mà lúc dừng thuốc thì nó lại trở lại bị loạn như thường. Ừ. Và thông thường là khi mà người ta đã cho thuốc rồi, người ta sẽ hẹn là 1 tháng à, sau quay lại hay 2 tháng sau quay lại, thì mình có quay lại không? Có ạ. Ừ. Thế khi và quay lại thì kiểm tra test các thứ thì chỉ số vẫn cũng bình thường. Nhưng mà em thì lại thấy thời gian khi kiểm tra xong rồi mà mãi mà chả thấy đậu thai thì em lại đi kiểm tra lại thì vợ em lại bị rối loạn với cả lại bị viêm nhiễm như trước. Như vậy và... như vậy thì về cái viêm nhiễm thì bây giờ phải xác định là khi mình đã được điều trị thuốc để mà chống viêm rồi ấy, em đã đi đến các cái địa chỉ rất là tin cậy rồi nhá. Mình đã được điều trị thuốc để chữa viêm nhiễm rồi mà rồi nó lại bị viêm nhiễm lại. Vậy thì khi mà kê đơn thuốc viêm cho vợ em ấy, điều trị viêm nhiễm ấy, thì em có được khám để cùng điều trị không? Vâng. Bởi vì rõ ràng là vợ em có thể khỏi nhưng mà sau đấy lại gặp lại một cái nguồn nào đấy. Nguồn thì nguồn gần nhất là chồng. Vợ khỏi nhưng mà chồng có thể là cũng bị viêm nhiễm nhưng mà lại không điều trị cho nên lại lây sang vợ. Cái thứ hai là có thể vợ lại bị viêm lại do vệ sinh. Vệ sinh đây là vừa vệ sinh cái cách của vệ sinh cá nhân này, rồi là cái nguồn nước mà vợ dùng để làm vệ sinh phụ nữ đấy, và vệ sinh mà khi hai vợ chồng gần với nhau nhá, người ta gọi là vệ sinh tình dục ấy, thì nó có đảm bảo sạch không để mà vợ cứ bị tái đi tái lại. Về nguyên tắc điều trị viêm nhiễm của phụ nữ ấy, là các bệnh nếu mà do lây truyền qua đường tình dục thì phải điều trị cả hai, cả vợ cả chồng. Đấy thì nó mới cắt hẳn cái nguồn lây đi. Thế thì đấy là một cái gợi ý mà em có thể tham khảo. Thế và nếu như mà cái rối loạn kinh nguyệt ấy mà họ đã cho điều trị, và cái việc điều trị em mong muốn là có thai mà, thì nó không phải một ngày, ngày một, ngày hai đâu. Và cái việc điều trị đấy nó phải trong quá trình rất dài. Cho nên là phải rất kiên nhẫn để theo nhá, để theo trong quá trình điều trị. Thậm chí có những đôi vẫn theo điều trị và lại còn theo đuổi cái chuyện là theo dõi cái ngày rụng trứng. Để gì ạ? Người ta bằng siêu âm thì người ta biết mà. Thì vào cái ngày rụng trứng ấy, bởi vì rõ ràng là vợ chồng mình là trường hợp khó, cho nên là người ta biết được cái ngày sắp rụng trứng và người ta sẽ thông báo cho nhá, để mà vừa kết hợp điều trị và mình lại vừa kết hợp gặp nhau thì cái hy vọng có thai nó sẽ cao hơn. Chứ đừng chỉ 1-2 năm mới đi khám một lần mà đi khám theo hẹn của bác sĩ em nhé. Thì thì tình trạng đặc biệt là của vợ ấy thì nó mới cải thiện được. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Vũ Minh Phượng. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Bắc Ninh. Alo, thính giả gọi điện từ Bắc Ninh phải không ạ? Vâng ạ, alo ạ. Vâng, chào bạn, câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Dạ, em muốn hỏi bác tư vấn là bởi vì gần đây là chồng em có đi làm, có quen cái cô cứ nhắn tin gọi điện thoại liên tục. Mà điện thoại thì nói chung là nhắn tin thì xóa vào hết. Vâng. Em kiểm tra thì em thấy có, mà em phải điện gọi cho chồng thì chồng em bảo là đấy là đi làm phải có bạn có bè. Vâng. Thế nên là em muốn hỏi chuyên gia thế nào, có phải tình trạng đó là chồng em ngoại tình không ạ? Vâng, thời gian gần đây thì anh ấy có những cái bất thường, nhất là trong sử dụng điện thoại thì sau mỗi lần nhắn tin lại xóa hết dấu vết, khiến cho bạn rất là lo lắng và cũng nghi ngờ chồng mình có mối quan hệ với người phụ nữ khác. Anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình, sẽ tư vấn cho bạn nhé. Vâng. Rồi, chào em. Vâng, em chào anh ạ. Vợ chồng cưới nhau lâu chưa? Em cưới được 18 năm rồi ạ. Bao nhiêu? 18 năm rồi ạ. Ôi trời ơi, thế tức là mình năm nay cũng phải ba mấy 40 đúng không? À, em 38 ạ. Ồ, hết nghe giọng thì lại tưởng là mới kết hôn. Các cháu lớn chưa?
Con đầu em được 18 tuổi rồi ạ. Wow. Trai hay gái? Trai anh ạ. Lại sắp thành bà nội đến nơi rồi đấy. Thế ông ấy đi làm công ty là ở công ty hay là cứ sáng đi làm tối về thôi? Bởi vì chồng em làm bên thợ xây mà anh. À, đi công trình đúng không? Công trình đấy, đúng rồi. Mình thì mấy mẹ con thì ở Bắc Ninh, ông thì nay ở Phú Thọ, mai đi Sơn La, cứ đi theo những cái gọi là cai thầu đấy đúng không? Không, chồng em chỉ có đi làm thuê ấy, kiểu được công hôm đấy chung mà. Ừ, không, anh hiểu rồi, anh ấy thì không phải là cai thầu, nhưng mà mình đi làm với lại một cái ông cai thầu nào đó, cho nên là công trình người ta đi đâu thì mình đi đó. Vâng ạ. Này, thế làm sao mà ông ấy không ở nhà mà mình cứ theo dõi điện thoại để biết là xóa đi, giỏi thế? Bởi vì chồng em dạo này thì có ở nhà, thế nên là cứ gọi điện, gọi điện này... để nhắn tin này, em xóa này, em kiểm tra cuộc điện thoại mà anh. Cũng giỏi nha, cũng đáo đề chứ cũng chả phải vừa. Thế xong rồi khi mà nói cho ông là sao lại xóa đi thế này, ông bảo sao? Anh bảo là bởi vì tin nhắn đời. Tin nhắn gì? Nên là tin nhắn kìa, tin nhắn cái hộp thư tin nhắn đến đời nên anh xóa tất. À, rồi rồi. Thế mình thì chưa đọc được một cái tin nào gọi là khả nghi lắm, chỉ thấy rằng là dấu vết là xóa thì đúng, nghĩ rằng chỉ có ạ. Cái không hay thì mới xóa thôi đúng không? Đúng rồi. Thế xong rồi mình đã làm gì nữa? Bởi vì xong rồi em thấy tin nhắn gọi nhiều như thế, thế nên em có số điện thoại của cái đứa con gái ý. Thế à? Em gọi điện nữa. Ừ. Vâng, em gọi điện thẳng cho cái đứa ý. Ừ. Thì đứa ý bảo là chỉ có em với anh ấy chỉ có làm cùng công việc thôi. Làm cùng thôi, chỉ có cái chuyện gia đình này, công giá có lấy được chưa ấy thôi. Còn không có gì đâu. Nhưng mà theo phụ nữ thì em thấy là thế nó không ổn anh ạ. Nếu mà chỉ hỏi lương lậu với trao đổi về công việc thì chắc là cũng ít thôi đúng không? Mình thấy cái tần suất mẹ dày đặc như thế. Thôi đúng thì thật ra thế này, cứ giả sử đi, ông ấy năm nay muốn mấy? Anh nhà em năm nay 39 ạ. Ủa trẻ thế à? Vâng. Người đàn ông còn cũng tương đối trẻ này, 39 tuổi này, xa vợ này, đi theo công trình này. Rồi trong công trình làm cùng sẽ có một số anh em, một số chị em, mấy chị em thì phụ vữa, ngoài ra lại có một cô chuyên nấu cơm nữa chẳng hạn, đây là ví dụ như thế. Cùng cảnh xa nhà, xa chồng, xa con, xa vợ, xa con, buổi tối anh em ríu rít làm đến 9-10 giờ tối, mệt ơi là mệt, về quây quần ăn cơm, nói câu chuyện phiếm, thế rồi cũng có thể có đong đưa câu nọ câu kia, vui mồm vui miệng rồi... Cứ cho rằng là có thinh thích nhau đi. Cái đấy thì chả ai biết được trừ người trong cuộc. Và rất là may mình là cái người phụ nữ cũng hay để ý, rồi mình mới lại còn biết được các kỹ thuật sao chép tin nhắn thì mình mới nắm được. Chứ còn thì rất là nhiều những bà vợ mà không biết, thôi cứ biết là đi làm, thế xong về thì là còn nguyên của nhà mình, thế còn đi xa thì không biết thì thôi, khuất mắt không biết thì coi như không có. Đợt này thì do công việc không còn nữa, anh ở nhà thì mình thôi cũng biết như thế, để mình cũng nhắc nhở, mình cũng hỏi đến vậy thôi. Nếu chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra mất rồi. Ví dụ như là có thích cái cô nào đó này, thậm chí là có cái chuyện có tình cảm thật sự với nhau thì nó cũng, nếu xảy ra thì cũng xảy ra rồi. Mình cũng đã làm những cái việc là thứ nhất đánh động cho ông xã biết rằng là đây là tôi cũng không phải vừa đâu. Ông cứ xóa tin nhắn thế. Thậm chí mình còn có thể nói thêm là anh, em rất là buồn. Thật sự em còn biết nhiều hơn anh tưởng. Anh có cần bằng chứng không? Mình cứ rung cây dọa khỉ mà. Mình không chỉ nói là tin nhắn xóa đi. Không, thật sự ra anh còn nhiều thứ. Thậm chí những cuộc mà anh nói chuyện với cô ấy, hay những hình ảnh mà anh gửi cho cô ấy, em còn biết nữa. Nhiều bà vợ nhá làm như thế. Thế mà ông chồng nghĩ rằng bà ấy cũng giỏi công nghệ, bà cũng giỏi về thiết bị máy móc, thế là khai. Ôi thì thật ra thì cũng mới cái đợt thì uống rượu say, rồi chẳng may cái hôm ấy nhỡ ra có một lần,
Chỉ để gọi là đánh phủ đầu thôi, nhắc nhở để cho biết rằng là mình cũng biết rồi. Còn với cái cô kia thì mình cũng đã gọi điện, những việc đã cần làm thì cũng đã làm rồi, không thể làm hơn được nữa. Không thể là gọi đến là chỉ tao cấm mày hay tôi cấm cô không được quan hệ với chồng tôi, người ta có quan hệ đâu. Thứ hai nữa là nhiều người cũng vì bức xúc quá thậm chí lại còn gọi điện đến là quấy rối người ta, thậm chí gọi điện báo cho chồng người ta biết là anh có vợ thì anh giữ chứ vợ anh có vẻ hay nhắn tin cho chồng tôi. Thực ra chả đâu vào đâu phá nát hai gia đình. Thế nên nhớ rằng là đôi khi do cái ứng xử mà nó cứ bộp chộp của mình ấy, giặc nó chưa phá nhà mình mà nhà mình tự đốt nhà mình trước. Cho nên là chuyện nha, hết sức bình tĩnh, có vài cái tin nhắn ấy nó chả có thể kết luận được điều gì, chỉ nhắc nhở cho mình biết là có lẽ là lão này cũng trông thế đấy, khù khờ vậy mà cũng cứ ra ngoài cũng 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 có cô thích, nghĩa là mình cũng thấy chồng mình cũng còn trẻ còn khỏe, qua đó thì mình cũng lưu ý đến duy trì cuộc sống gia đình mình hơn. Nếu như làm ăn kinh tế tại nhà mà nó cũng không đến nỗi gì thì cũng không nhất thiết là để cho ông cứ lang thang. Có những gia đình đấy bảo thôi để cho ông đi ông kiếm ít tiền để cho nó tiêu cho nó rộng dài, tiền đâu chả biết, thì một thời gian sau dạ. sau 2 năm về. Anh ơi, ủ dạ, bởi vì từ cái đợt ý thế nên em bảo chồng em là thôi đừng vào đấy làm nữa, đi ra chỗ khác làm đi. Chứ ôi chồng em cũng không vào đấy làm nữa anh ạ. Không, không đấy. Anh đang nói một thứ khác cơ, tức là nếu nhà mình nó không quá khó khăn, ở nhà mình cũng ngoài ruộng nương ra mình có kinh doanh thêm hay là bán hàng tại nhà hay là có cái nghề gì chẳng hạn làm đậu phụ, làm bánh đa, hai vợ chồng cứ ríu rít bảo nhau mỗi tháng làm được độ chục triệu cũng còn hơn là thả rông cho ông ấy đi. Chứ em cấm không cho vào làm ở trong Điện Biên nhưng mà cuối cùng lại làm lên trên Sơn La thì cũng chả có khác gì là mấy, đúng không? Thế còn thì nếu như cuộc sống buộc lòng nó bắt buộc là phải có một người ra đi để mới có điều kiện lo kiếm được tiền về cho con, nó đang là tuổi hai đứa đều là học, một đứa thì cấp 3 cuối cấp, một đứa thì sắp vào cấp 2, chi tiêu nó tốn kém, thì hãy nhìn các vấn đề cuộc sống nó nhẹ nhàng hơn một chút nhá. Thế còn vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Vâng, em cảm ơn. Vâng, cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình, chúc cho bạn sẽ có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Vâng ạ. Cuộc điện thoại được gọi tới từ Vĩnh Phúc. Alo, thính giả gọi điện từ Vĩnh Phúc phải không ạ? Vâng. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Xin chào chương trình. Với tôi là cũng đến từ Vĩnh Phúc, nhưng mà tôi muốn hỏi là vấn đề của con gái tôi. Đó, vâng. Năm nay là cháu 25 tuổi, nhưng mà hiện giờ là không thấy kinh. Vâng. 3 tháng trời rồi, thế nhưng mà đi khám thì bác sĩ bảo không có thai. Thì bây giờ muốn hỏi là nguyên nhân như thế nào? Và bây giờ nếu mà tôi đi khám thì phải khám ở cái bệnh viện nào để cho nó đúng nhất ạ? Vâng, cảm ơn chương trình. Tức là con gái của chị thì mất kinh 3 tháng này đúng không ạ? Đúng. Vâng, và đi siêu âm rồi, xét nghiệm máu thì người ta bảo là cái nồng độ gì máu hơi hơi cao. Đấy, bảo cao hơn hơn bình thường. Vâng, chị cho cháu đi khám ở đâu rồi ạ? Em bảo cháu đi khám ở bệnh viện huyện thôi ạ. Vâng, và cái kết luận của bác sĩ thì như thế nào ạ? Bác sĩ nói kết luận là không có thai. À vâng. Đấy, chứ còn đường mọ bảo là cái bản lượng máu gì thì em cũng không hiểu rõ, nhưng mà bảo là cao thì đấy, thì em cũng cứ lo, thì bác sĩ nói là sợ là bị u ở cái tuyến yên ở đầu ấy bác sĩ. Vâng. Đấy thì không biết có phải không ạ? Thì vâng, xin chương trình tư vấn cho ạ. Vâng. À, vâng, cái kết luận của bác sĩ thì khiến cho hai mẹ con cũng rất là lo lắng, không biết là đấy, lo mấy vâng. Hôm nay không ngủ được. Nó có vấn đề gì về sức khỏe không? À, bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình sẽ tư vấn cho chị ạ. Vâng. Vâng, chào chị. Vâng. Đúng là nhà có con gái như là có bom nổ chậm ấy nhỉ. Cứ cái huyệt mà nó lật nhằng một cái là nhiều cũng sợ, mà đang bình thường mà không có một cái là thót tim luôn, đúng không? Sợ đúng, mà đúng, mục tiêu không mục tiêu ngủ được. Không ngủ được, mục tiêu đầu tiên rằng là xem có phải có thai không. Yeah. Đấy, thứ nhất đấy, là thế, còn thứ hai người ta bác sĩ bảo u nếu mà không đi khám thì là lệ sợ vô sinh nhá. Rồi, rồi. Thế thì bây giờ con đường ngắn nhất là bởi vì ở cái tuyến huyện ấy người ta đã có gợi ý rồi. Người ta đã có gợi ý dựa vào cái nồng độ gì đấy, bây giờ không thể nói được. Là mình, người ta mình nghi không biết tên. Là có tổn thương ở tuyến yên, quả thật là có các cái bệnh lý ở tuyến yên ấy thì nó có biểu hiện về rối loạn kinh nguyệt, nó rất là rõ,
Và nếu là như thế thì phải điều trị rất nguyên chỉnh, rất là nghiêm chỉnh. Vấn đề là nó có phải như vậy không? Thì chắc là chị đi thẳng lên Hà Nội. Thực ra là đến bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, bệnh viện đấy cũng tốt lắm đấy ạ. Thì thì cũng được. Thế nhưng mà trong trường hợp là con gái mình cũng khá khá tuổi rồi, đúng không? Và từ Vĩnh Phúc mà lên Hà Nội thì nó cũng không xa lắm, cũng cần rút gọn thời gian để tìm hiểu ra xem nó là nguyên nhân là cái gì. Thì tốt nhất là lên Bệnh viện Phụ sản Trung ương, là cái nơi mà đầu ngành về các cái vấn đề phụ sản ấy. Thì lúc đấy mình sẽ được chẩn đoán sâu, chuyên sâu hơn, làm các cái xét nghiệm sâu hơn mà ở tuyến dưới không có điều kiện á, thì mới tìm hiểu rõ được nguyên nhân nhá. Để tìm hiểu được nguyên nhân nó khó lắm, và tìm được nguyên nhân rồi thì cái bài, tức là cái cách nào đấy để chữa trị thì nó mới rõ ràng được. Vâng, và nó mới đỡ mất ngủ. Tại vì này em hỏi tiếp này, đi siêu âm của cái phần phụ dưới thì người ta bảo là cái gì cũng bình thường hết, buồng trứng hai bên rồi tử cung cũng bình thường. Đúng rồi. Không vấn đề gì mà sao tại sao lại tự nhiên mất kinh được ạ? Bởi vì cái kinh nguyệt ấy thì nó phụ thuộc vào buồng trứng và dạ con một phần thôi. Mà nó là cả một cái dây chuyền bắt đầu từ vùng dưới đồi ấy, xong rồi nó truyền các cái tín hiệu, và các cái tín hiệu đấy nó chính là các cái chất nội tiết khác nhau để nó xuống tuyến yên và xuống đến tuyến yên. Nếu mà cái chạm ở tuyến yên mà có trục trặc thì cái dẫn truyền, hay là nói cách khác là tuyến yên nó lại phải sản xuất ra các cái nội tiết khác. Để gì? Để xuống đến buồng trứng, để buồng trứng làm cho các cái nang noãn nó lớn lên, gọi là phóng noãn được nhá, hay là mình gọi là nó rụng trứng được. Đấy, thì nó phụ thuộc vào nội tiết. Xong rồi lại cũng lại từ tuyến yên thì nó lại giải phóng ra các cái hormone để mà làm cho cái niêm mạc dạ con ấy, đấy, nó mỏng hay nó dày hay là rất nhiều. Thì cái việc mà tổn thương ở tuyến yên nó cực kỳ quan trọng. Vâng, chứ không phải chỉ cái việc mà kinh nguyệt nó chỉ là ở buồng trứng với ở dạ con nhá, mà nó chịu ảnh hưởng của các chất nội tiết, và nó có các cái bộ phận để liên quan đến sản xuất nội tiết vậy nhá. Và chính vì thế cái việc mà chẩn đoán nguyên nhân của nó là cực kỳ khó, và phải chuyên rất sâu. Chứ còn ở dưới tuyến huyện thì có thể chỉ bằng xét nghiệm để xem là các cái chất nội tiết như thế nào, đấy là đã là tốt rồi, nhưng mà lại tìm sâu hơn nữa thì là khó khăn hơn. Còn nếu chỉ là siêu âm thì chỉ biết là buồng trứng bình thường, dạ con bình thường nhá, mà khó thấy được cái sự bất thường để làm ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Vũ Minh Phượng. Vâng, xin cảm ơn bác. Vâng, cảm ơn bác. Vâng, cảm ơn chị đã gọi điện tới chương trình. Chị hãy đưa con gái đi khám và bác sĩ sẽ tìm ra nguyên nhân và chữa được bệnh cho con gái mình chị nhé. Chúc cho chị và con gái sẽ có một sức khỏe thật là tốt. Cuộc điện thoại được gọi tới từ Phú Thọ. Alo, thính giả của điện từ Phú Thọ phải không ạ? Vâng ạ. Vâng, chào chị. Câu hỏi của chị là gì đấy ạ? Câu hỏi của em là em hỏi cho con gái như em là từ ngày cháu lấy chồng từ năm 18 tuổi thì đến năm 20 tuổi thì cháu đi kiểm tra thì nó tắc ống dẫn trứng, cháu mổ bệnh phụ sản trung ương ấy. Từ lúc đấy cho đến sau mãi thì cháu cũng không có bầu. Thế xong hai vợ chồng cháu ly hôn, cưới được 2 năm thì ly hôn, xong bắt đầu là không thấy có bầu nữa. Thì đến năm 2019 thì cháu lại kết hôn với một người nước ngoài, thì là cháu sang bên đấy thì là vẫn tắc ống dẫn trứng, thì lại mổ ở bên nước ngoài ấy. Thế được một thời gian thì cháu có chữa ngoài dạ con ấy. Đấy, thế thì hỏi xem chuyên gia xem là cháu có tự có bầu được hay không, nếu không thì là cháu có cấy ghép luôn được hay không. Thì em hỏi
bác sĩ Minh Phượng gì ạ. Vâng, đúng là cái con đường chờ đẻ của con gái chị rất là vất vả. Vâng, hiện nay thì cũng rất là mong có em bé đúng không ạ? Bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình sẽ tư vấn cho chị nhé. Vâng ạ. Vâng, xin chào chị. Vâng ạ. Thế bây giờ con gái mình đang ở đâu? Con gái em nó lấy chồng bên Đài Loan. Ừ. Bác sĩ là em muốn là từ giờ đến tháng 8 là cháu cấy ghép liệu có ổn hay không ạ? Cấy hay là để liệu có chữa tự do được hay không ạ? Cấy ghép là cái gì cơ? Là kiểu mình đi thụ tinh nhân tạo ấy hả? Tinh nhân tạo đấy ạ. Ừ, thế tức là con gái bây giờ vẫn đang ở bên Đài Loan đúng hay không? Cháu về bên này rồi. À, cháu về bên này, chồng vẫn ở bên kia à? Chồng cũng ở bên này. À, chồng cũng ở bên này. Ừ, thế thì con gái mình bây giờ là bao nhiêu tuổi nhỉ? 20 tuổi à? Năm nay bao nhiêu? Năm nay là năm nay 26 tuổi rồi. 26 tuổi rồi. Ừ, cái việc mà ngày xưa cháu đi nong là một bên hay hai bên? Cả hai bên. Thông cả hai bên. Thế xong rồi mãi không có được. Sang Đài Loan thì có chữa, nhưng mà lại là chữa ngoài dạ con, đúng không? Vâng, và cái điều đó thì thấy rằng là cái khả năng ở cái ống dẫn trứng ấy mà thông, thế nhưng mà nó không thông hết, có khi nó vẫn đang bán tắc hoặc là nó viêm nhiễm gì đấy. Vì vậy cái việc mà để có em bé nó cũng khó khăn ấy. Đấy, đậu rồi đấy. Thế mà rồi cuối cùng nó cũng lại không vào được dạ con. Có lẽ là bởi vì nó khó khăn quá để vượt qua khỏi cái chỗ mà bị tắc ấy. Tắc nhưng mà thông rồi, nhưng bây giờ nó bé quá và nó không qua được. Cho nên nó phải phát triển ở ngoài, tạo thành cái chiều ngoài dạ con. Vì vậy nếu để tự nhiên ấy thì cái khả năng có thai nó cũng không cao lắm đâu. Đó, thế thì tùy theo hoàn cảnh, nếu như mà đi làm thụ tinh nhân tạo được ấy, ở cái tuổi 26 và chồng người Đài Loan cũng đang cùng ở Việt Nam với mình, mà ở Việt Nam mình thì dịch vụ chăm sóc vô sinh đấy nó cũng khá tốt. Đó, thì tùy theo mình cân nhắc, làm luôn đi vì cháu nó còn khỏe, còn có chồng ở bên cạnh. Và lại ở Việt Nam lại có bố, có mẹ, có gia đình chăm sóc. Còn lại nếu không cứ để tự nhiên thì cái con đường nó cũng dài dài. Và nó cũng cứ còn phải ngóng. Bởi vì đấy, thực tế có rồi đấy. Thế nhưng mà lại là ở ngoài dạ con. Đúng không? Ừ. Cho nên là cân nhắc đi. Làm được thụ tinh nhân tạo thì... Là làm luôn ạ. Làm tới đi. Cho vâng nó ăn chắc. Thế thì để đến tháng 8 này rồi. ạ. Thế thì đấy, tùy mình cân nhắc, bàn với con gái và với con rể xem nhá. Vâng ạ. Từ những cái tư vấn của bác sĩ thì chị hãy cân nhắc để quyết định cho con gái của mình làm thụ tinh ở Việt Nam mình luôn chị nhá. Vâng ạ, em chào cảm chị. Ơn chương trình ạ. Vâng, cảm ơn chị đã gọi điện tới chương trình. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Hà Nội. Alo, thính giả của điện từ Hà Nội phải không ạ? Vâng, em chào chị ạ. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Chị ơi, cho em hỏi là bây giờ em vợ 6 năm rồi, em bỏ 2 năm rồi em có nên lấy vợ tiếp không? Vâng, đã ly hôn 2 năm rồi đúng không ạ? Vâng. Và điều gì khiến bạn còn lăn tăn chưa muốn kết hôn tiếp lần nữa? Vì là em bây giờ em trải qua một lần, thì em... Vâng. Sợ như vâng, và bây giờ thì bạn cũng băn khoăn. Nhưng mà 2 năm nay thì mình đã có cái mối quan hệ nào chưa? Với bạn gái nào chưa? Em có vài mối quan hệ, nhưng bây giờ em sợ cái mối tình trước thì em cũng hơi ngại. Anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé, xem là bạn cần làm gì để có một cái mối quan hệ mới đi đến hôn nhân được tốt đẹp. Vâng, xin mời anh ạ. Rồi, chào em. Em chào anh. Em ở Hà Nội là em ở đâu? Em ở Mê Linh. À, Mê Linh. Năm nay chính thức là bao nhiêu tuổi rồi? Hay mấy? Em 31 rồi anh ạ. À, 31. Trước là lấy vợ được 6 năm, đã có con chưa? Em có một đứa rồi anh ạ. 6 năm có một đứa con, thế làm sao hồi mà ly hôn? Đánh nhau có ầm ĩ là không để mà đến nỗi bây giờ vẫn còn sợ thế? Do vợ chồng em không hợp nhau anh. Không hợp cụ thể là làm sao? Thì vợ chồng em nhiều lúc có những cái chuyện trả đâu ở đâu hay cãi nhau ấy. Bởi vì thế này này, do em nói rằng là
ly hôn rồi em vẫn còn ám ảnh đến nỗi tuổi thì mới 30. Thường thường là các người đàn ông sau khi ly hôn là người ta không thể ở một mình lâu được, người ta lại tái hôn rất là nhanh. Còn thì trong trường hợp của em, cho nên em cứ đắn đo, mặc dù mình có những cái bạn gái thì anh mới nghĩ rằng chắc cái hồi ấy chung sống với nhau cũng phải kinh khủng, hành hạ nhau đến nỗi mà bây giờ mình cứ nghĩ đến chuyện lấy vợ thì mình lại chết khiếp chẳng hạn. Thế nhưng em nói là chỉ cãi nhau lặt vặt không hợp nhau thì thôi, đằng sau đấy thì thuận tình ly hôn hả? Vâng, với cả bây em quen mấy người cũng em cảm thấy chưa làm mấy, nhưng em cũng chưa muốn tiến xa. Đấy, cái đấy thì được. Con thì là trai gái mẹ nuôi hay là em nuôi? Em là con gái mẹ nuôi. À, tức là hiện nay thì mình như là trai tân ấy nhờ. Thỉnh thoảng có thăm con rồi có hỗ trợ nuôi con không? Em có mà con em một cách có vài chục mét thôi. Trong cùng xóm đúng không? Mẹ con ở bên kia. Này, có bao giờ mình nghĩ lại tiếc là thôi sao không nối lại không? Không, vì em là cả gia đình hay là họ hàng em cũng đồng ý mà, cho nên cũng không phải mình em cũng không. Cho nên là cái việc ly hôn nó không phải là do bột phát hay bồng bột gì đúng không? Cũng thấy rằng là chúng nó sống với nhau 6 năm mà thấy nó cứ trùng chẳng như thế thì thôi đồng ý cho ly hôn, tóm lại như thế. Hiện nay em làm gì? Cuộc sống có ổn định không? Kinh tế khá khẩm không? Thế là công ty là tốt rồi. Sợ nhất là không làm gì, chứ còn đi làm công ty thì được tới. Thế xong rồi bố mẹ có còn trẻ khỏe không? Bố mẹ em thì cũng 60 rồi. 60 là trẻ, thời buổi này 60 là còn trẻ. Thế xong rồi có dục không? Thúc dục không? Bố mẹ thúc dục là lấy vợ đi. Bố mẹ em thì nói chung là kiểu là em cũng từng trải qua hồn lần, nhưng bố mẹ em chẳng thúc giục lắm, kệ đúng không? Bao giờ nó lấy thì nó lấy. Vâng, vì đợt trước bố mẹ em cũng giục rồi thì mà cho nên là bây giờ vì giục cho nên lấy vợ sớm cuối cùng nó hỏng, cho nên bây giờ rút kinh nghiệm thôi, kệ nó đúng không? Vâng. Nói thế chứ thứ nhất là không phải cứ cuộc hôn nhân nào đổ vỡ thì rồi sau này mình cũng sẽ đổ vỡ hôn nhân. Em thấy thực trạng xã hội hiện nay, cái chuyện mà vợ chồng ăn ở với nhau rồi không được hòa hợp rồi người ta ly hôn nó cũng không phải là ít. Chả phải ở thành phố đâu mà kể các vùng nông thôn cũng thế. Em đấy để ý, nông thôn thì cũng 10 đôi thì cũng phải đến 2 đôi là bỏ nhau. Em có thấy thế không? Vâng ạ. Nhưng mà thực ra mục đích bỏ nhau là để mình xây dựng lại một cuộc sống khác nó tốt hơn, chứ không hề bỏ nhau để đến nỗi ngồi đấy sống cô đơn một mình. Cho nên chắc chắn ban nãy em hỏi rằng có nên lấy vợ nữa không thì anh nó khẳng định là có nên. Ra bây giờ em 81 rồi thì anh bảo thôi. Thế nhưng mà mới 30, chàng trai 30 thì đáng lẽ em không lấy vợ quá sớm ấy. Nhiều chàng trai bây giờ 30 còn chưa có vợ, chưa có người yêu. Có những anh 35 còn đang ế dài ra. Mình thì đã một đời vợ rồi cũng có con rồi, cho nên thôi cứ từ từ cũng chả làm sao cả. Quan trọng là bây giờ mình tập trung làm ăn kinh tế rồi. Cũng may là bố mẹ cũng còn trẻ khỏe, mình cũng không phải chăm sóc gì bố mẹ đúng không? Bố mẹ cũng còn tự lập được. Tuy nhiên thì vẫn là kế hoạch dài hơi, sớm muộn mình cũng phải lấy ai đó làm vợ, nhưng mà mình cũng phải rút kinh nghiệm từ cuộc hôn nhân đổ vỡ trước. Trước đây chẳng hạn mình lấy là do hai vợ chồng cứ chấp vặt nhau, mình nói một câu thì cô cãi một câu, xong đôi khi mình cũng hiếu thắng, rồi cô mà láo thì mình lại tát một phát, ví dụ như thế. Thế thì dần dần mình cũng hiểu ra là cuộc sống bây giờ thì để tìm được một người hòa hợp thực sự rất là khó. Nhưng mà nếu như người ta quyết tâm đến với nhau thì mỗi bên nhún một tí, nhún một chút, bên này một tí, bên kia một tí, chứ còn thể đợi là một cái người mà hợp 100% thì lấy ở đâu ra? Mình biết là ai hợp. Lúc còn yêu nhau thì nói cái gì cũng hay lắm, rằng là đối với em chỉ cần được lấy anh, được yêu anh, được làm vợ anh thôi, còn cái gì em cũng chấp nhận, kể cả chăm sóc bố mẹ anh em cũng chẳng sợ, rồi anh chả cần đưa tiền em cũng có thể thế nọ thế kia đúng không? Em cũng đang có vài bạn gái rồi, thì anh cũng lưu ý rằng là việc đầu tiên là không cần thiết phải lấy những cô gái quá trẻ, cái loại mà vừa mới học xong chưa có công ăn việc làm gì, ngấp nha chấm nhổm, chỉ thích ngồi sơn móng tay với ngồi hát karaoke với suốt ngày bấm điện thoại với lại nghịch ngợm ấy thì thôi. Mình bây giờ mình cần người vợ chứ không cần những cô gái để đi rủ đi uống cà phê với trà sữa cho tốn tiền, đúng không? Mình nhớ là mình thanh niên, đàn ông trưởng thành, đã có một đời vợ đời con rồi, thì bước tiếp theo chính là phải một cái sự trưởng thành. Người đầu tiên là phải có công ăn việc làm rồi, kể cả được làm cùng công ty càng tốt, ít nhất hai vợ chồng cũng hiểu, cũng đều là công nhân với nhau. Cô ấy lương 7 triệu, mình lương 8 triệu thì cô cũng thừa hiểu là mình đi làm cả ngày đấy, có tăng ca thì cũng được độ tháng 10 triệu chứ cũng chẳng lấy đâu ra mà nhiều. Thì rồi cô sẽ không có những sự đòi hỏi nó quá mức quá đáng, đúng không?
Vâng. À, thế rồi là hai vợ chồng người 7 triệu, người 8 triệu đi tháng 15 triệu nộp tiền ăn cho bố mẹ là 5 triệu để bố mẹ lo cho hai đứa mình vân vân, còn lại cất đi được 10 triệu mình làm vốn làm liếng rồi có những cái tích lũy mai kia có con có cái còn sắm sửa cái nọ cái kia đúng không? Đấy là kế hoạch lâu dài. Thế còn thì bây giờ thì cứ mở lòng mình đi, tiếp xúc với các cái bạn gái để mình lựa chọn. Anh tin rằng là em chưa gặp được một đối tượng nào để mà em gọi là lăn đùng ngã ngửa, gọi là tiếng sét ái tình. Chứ còn thì nếu mà đã tìm được một người mà mình thấy là ngất ngây rồi, chắc chả hỏi anh Đoàn là có lên lấy vợ nữa hay không đâu. Bố mẹ mà có bảo được không thì cũng cứ phải lấy, đúng không? Chuẩn bị sẵn sàng tinh thần và lưu ý rằng mình cũng là bố rồi nhé, thỉnh thoảng để ý chăm con gái một tí. Vâng, anh ơi, em muốn giao lưu điện thoại không? À ừ rồi em nói đi, sẽ có những bạn gái mà cảm thông với hoàn cảnh của một chàng trai mới 31 tuổi mà đã đổ vỡ một lần, nhưng mà nghe qua chuyện thì thấy cũng tử tế và đầy những khát khao. Em đọc số điện thoại của em đi. Số em là 0985 0985 259 254 0985 259 534 đúng không? Vâng. Rồi, có bạn gái nào mà thấy cảm mến bạn trai này chủ động gọi điện, trước hết là cứ làm quen với nhau. À, nếu không được cái gì thì ta cũng có được một người quen, một người bạn đúng không? Rồi. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Chúc cho bạn sẽ có một cuộc sống vui vẻ và sớm tìm được người bạn gái ưng ý với mình bạn nhé. Vâng, chào bạn. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Đồng Nai. Alo, thính giả của điện từ Đồng Nai phải không ạ? Vâng ạ, em chào chị ạ. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Vâng, em muốn gặp bác sĩ, hỏi bác sĩ là em có thai được 5 tuần 6 ngày chị. Vâng. Đi khám siêu âm thì bác sĩ bảo là tụ dịch cạnh túi thai 20% và bị u nang buồng trứng. Vâng. Kích thước là 56x65mm. Em muốn hỏi là thế nó có ảnh hưởng gì đến thai nhi không ạ chị? Vâng, thế khi bạn đi khám và siêu âm ở đó thì bác sĩ nói thế nào ạ? Bác sĩ bảo là 2 tuần sau đi siêu âm lại để theo dõi xem là cái u đấy nó có lớn nhanh không, bởi vì đợt vừa rồi thì em mới bị hư mà đợt này em bị lỡ kế hoạch, nên là tháng 11 là năm 2020 là em bị hư một em bé, lúc đó được có 2 tháng. Vâng. Em bé không có tim thai nên em phải bỏ. Thì lúc em lên vào bệnh viện ở trên Bình Dương làm thủ thuật thì chưa phát hiện là em bộc có bị u, nên đợt em vừa đến siêu âm là có bầu thì lại bảo là có em bị u. Bác sĩ bảo có thể nó lớn hơn nhanh, thì em không biết là nó có ảnh hưởng đến thai nhi không, và nếu nó có lớn quá nó ảnh hưởng thì có can thiệp được không ạ chị? Vâng, lần có bầu này khiến cho bạn rất là lo lắng đúng không ạ? Không biết là cái hiện tượng đấy thì có ảnh hưởng gì đến em bé của mình hay không? Bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Chị chào em. Vâng, em chào chị. Đợt này em có bầu là 5 tuần nhỉ? Bầu đang vâng. 5 tuần à? Vâng ạ. Thế hôm nay là 7 tuần rồi, đúng vâng. không? Thế và chắc là cuối tuần này hoặc sang tuần là đi khám lại. Vâng. Trong tình trạng của em nó cũng khó nói. Tại vì là bây giờ phải theo dõi cái u, xem là cái u đấy nó như thế nào, nó phát triển có nhanh không. Nếu nó không phát triển nhanh ấy thì nó không ảnh hưởng gì đến em bé lắm, và người ta cứ để cho nó song song nó tiến hành, tức là em bé cứ lớn trong dạ con, còn cái u mà nó chậm phát triển thì nó cứ việc lớn, nhưng mà phải chậm thôi, thì để đến khi mà em bé có thể cho ra đời được ấy thì bác sĩ sẽ can thiệp luôn, mổ em bé và mổ u luôn. Thế nhưng mà nếu mà cái u to quá ấy, thì lúc đấy lại phải can thiệp cái u. Thế và cái việc can thiệp cái u thì can thiệp theo hình thức nào để cho nó khỏi ảnh hưởng đến em bé thì nó lại là một câu chuyện nữa. Vì vậy em thì lại có cái tiền sử lần trước là bị hỏng rồi, đúng không? Ở tuần thứ 8. Thế thì đến lần này lại có trục trặc như vậy. Vì vậy mình cần phải theo dõi rất sát cái tình trạng có bầu và u của mình nhá. Và như thế nào đấy, ở Đồng Nai là em đến bệnh viện nào hay đi siêu âm ở bên ngoài? Em chỉ siêu âm bên ngoài thôi. Phòng khám đấy là bác sĩ đã làm trong Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Đồng Nai ấy chị.
Có lẽ lần tới này đến thì cũng nói với bác sĩ luôn là em cũng có cái vấn đề nó khó khăn như thế. Thì bây giờ phải khám như thế nào em cứ theo bác. Và sau này phải vào bệnh viện Đồng Nai hay bệnh viện Thống Nhất thì em cũng cứ theo bác nếu bác chuyển em đi đâu nhé. Tức là em đã chọn bác sĩ rồi ấy, thì bác sĩ sẽ theo dõi cả quá trình cho em. Thì người ta sẽ nắm được cái sức khỏe của em tốt hơn, từ cái thai nhi như thế nào, rồi từ cái u nó lớn lên như thế nào. Thế và mình cũng dành thời gian và quan hệ rất là tốt với bác sĩ để theo dõi sát sức khỏe của mình. Chứ còn nếu mà gọi là bàn luận về câu chuyện của em ấy thì cũng chỉ bàn được như thế thôi. Còn bác sĩ khám cho em là người trực tiếp để nhìn nhận, để thấy được cái bệnh và em bé của mình diễn biến như nào, để có những cái can thiệp mà nó phù hợp nhất nhé. Chị ơi, cho em hỏi là trong cái hình ảnh siêu âm bác sĩ kết luận là tụ dịch cạnh túi thai 20% đấy là thế nào chị? Thì cạnh cái túi thai nó có một cái túi dịch. Đấy, lại phải quay trở lại khám đi xem là cái dịch đấy nó có nhiều không. Nếu nó nhiều là nó lấn át cái túi thai. Đó, vì vậy cho nên bác sĩ mới nói là 2 tuần sau phải đến khám mà. Và chắc là em cũng cứ phải giữ cái nhịp là đến khám thường xuyên đấy nhá. Cái cơ thể của mình thì nó đang rất là, nó rất là nhạy cảm ấy. Và cố gắng nâng cái sức khỏe của mình lên bằng cái cách ăn là tốt nhất. Vâng, vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Vũ Minh Phượng. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Chúc cho bạn sẽ có một sức khỏe thật là tốt và có một em bé khỏe mạnh bạn nhé. Vâng, chào bạn. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Nam Định. Alo, thính giả gọi điện từ Nam Định phải không ạ? Vâng, đúng rồi. Vâng, chào anh. Câu hỏi của anh là gì thế ạ? Tôi muốn gặp chuyên gia Vinh Đoàn để tôi có tư vấn cho tôi về chuyện gia đình. Vì tôi năm nay 47 tuổi. Vâng. Mà chúng tôi thì trước có vợ chồng với nhau sinh sống thì nó cũng rất hạnh phúc. Vâng. Sau một thời gian thì tôi cũng lơ là vợ chồng cùng sống với nhau. Thì không biết cô ấy vay mượn gì đó, thì sau đó kinh tế thì tôi cũng có hỏi han nhưng không được. Vâng. Thì cô cũng giấu vuốt những cái điều đó, xong bọn xã hội đấy nó đến nó tìm. Một thời gian vợ chồng chúng tôi cũng làm ăn ở nhà cũng rất tốt. Sau đó cô ấy bỏ đi thì chính bố cô ấy lèo cô ấy đi. Vâng. Lèo cô ấy đi xong là chúng tôi trong gia đình, bố gia đình nhà tôi ấy, bàn bạc thì thôi cũng lên đường để đi theo vợ để cho nó gọi mang tiếng mang tai rồi. Cùng vợ để làm ăn, nhưng tôi cùng với vợ được 5-6 tháng cái vào trong đó thì cùng vợ mới ấy và mẹ vợ nữa sống ở trong cái đường 5-6 tháng thì tôi cảm thấy cái điều nó, vợ bên vợ tôi và mẹ vợ làm ăn sinh sống với nhau nó không được ổn định mà nó bất hợp pháp ấy. Vâng. Nó giả dối quá. Vâng. Nên là tôi phải khoác túi là tôi tự ra đi, tôi tìm đường để kiếm cuộc sống. Vâng. Để về tôi trang trải nợ nần. Sau đó tôi vẫn cứ đi về đi lại để thăm non thì cô ấy càng ngày càng tránh tôi. Vâng. Sau đó cô ấy sống ở trong cái môi trường chỗ chị em tôi thì cô ấy đi tập gym tập viết để cô thành với chuyện là làm kiểu cái cho vay mượn tiền thì nó bên xấu đấy, thì cái việc đấy là lô đề thì tôi thực sự là tôi không thích. Thế là tôi cũng phải đi làm thì tôi cứ mỗi lần tôi về thì tôi cũng cố gắng tôi gom lại gia đình, thì tôi mời bố mẹ mấy anh chị em nhà bên cô ấy vào, nhưng mà bố cô ấy thì cứ khăng khăng thì bảo là anh lo cái thân anh đi, anh đừng quấy nhiễu con tôi nữa. Nhưng tôi chỉ bảo là bố ạ, việc đây là con chỉ muốn gom gia đình, con không làm cái điều gì sai. Hôm nay con có gia đình thì con mời mọi người con gom lại thì tìm cho ngon, thì bây giờ con yêu cầu vợ con phải đi làm với con, dù 5 đồng 3 đồng thì cho nó là một gia đình. Nhưng bây giờ thì cố nhất định cố công thì cố như thế, thì trong khi đó tôi có 2 thằng con trai, thì 2 thằng thì tôi cũng gửi ra Hải Dương làm học hành thì thế, thì không may thì cha bố cha mẹ thì cháu nó cũng vậy, thì nó lại về Nam Định nó làm xong thì bây giờ là nó lôi vào trong chỗ chị em gì nó ở trong Ninh Bình ấy, nó xảy ra một cái chuyện thì nó khó nói. Sau đó thì tôi cứ về thì bao nhiêu thì ông anh ơi bạn... alo anh ơi, câu chuyện của anh dài quá, anh có thể nói vắn tắt cái câu chuyện của mình và hiện nay thì anh gọi điện tới chương trình thì với cái mong muốn gì ạ? Tôi mong muốn là tôi bảo bây giờ không sống với nhau được thì chuyên gia tư vấn cho tôi là lên giải quyết tình hình như thế nào, nên chia tay. Thì tôi cũng rất đang muốn cái chuyện này cho nó dứt điểm, vì không sống theo kiểu cái cách sống của con người nó cũng trốn tránh như vậy. Tôi thì thực sự là tôi cũng rất muốn gom, nhưng tôi rất muốn về gia đình làm.
Vâng. Thì càng ngày có một mình thì càng thế, không quan tuyến gì đến gia đình nữa. Vâng, một nửa thì muốn đoàn tụ với vợ, một nửa thì lại không muốn, đúng không ạ? Vâng. Tôi đến tòa án nhân dân tỉnh Nam Định ấy, tôi cũng thành phố ấy, tôi cũng cầu thì tòa lại bảo bây giờ phải mời người đấy về ký. Thì cô bây giờ là cô ấy chuyển ở trong thành phố Hồ Chí Minh rồi. Anh ơi, câu chuyện của anh thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn và cho anh những cái lời khuyên anh nhé. Vâng. Rồi, anh nghe hết câu chuyện rồi. Vâng, anh chào anh. Vì thời gian cũng không có nhiều cho anh cũng nói ngắn gọn nhé. Em năm nay là 45 đúng không? Em 47. À 47. Hai cháu trai, cháu lớn nhất, bé nhất bao nhiêu? Cháu lớn năm nay 20 tuổi, bé năm nay 14 tuổi. Hai đứa đã đi làm cả rồi á? Cháu lớn thôi, cháu bé vẫn đang đi học. Thì khi hai vợ chồng không gần nhau làm nữa thì là cháu gửi cháu ra Hải Dương làm. Nhưng cháu Hải Dương làm được 2 năm vừa học vừa làm thì cháu không làm thì cháu chuyển về Lãng Định làm. Thế hiện nay thì cái cháu 20 tuổi thì công việc của cháu là có được không? Cháu thì đầu tiên làm thì cũng được, làm thì rất ổn. Sau đó là đến năm 2020 ấy là bắt đầu nó COVID, bà nó dỗ vào trong gì nó làm, vào trong gì nó làm. Thì cuối năm vừa rồi ấy, là làm ở nhà hàng khách sạn ấy, là cuối năm vừa rồi vi phạm thì bị bắt. Đấy. Cháu bị bắt hả? Vâng. Thế bây giờ cháu ở đâu? Cháu đang ở trong trại rồi, vì lấy mà. Trời ơi. Đấy thì em tư tưởng của em. Thôi, được rồi, anh hiểu rồi. Thế ông bà nội, tức là bố mẹ em còn khỏe không? Bố mẹ em vẫn khỏe, bố mẹ em thì sống rất đàng hoàng. Mấy đời đất đai, đất cát rất... nhà mình, nhà của mình bây giờ ở đâu? Nhà của em ở Nam Định. Rồi, thế này, người đàn ông phải trụ. Vâng. Con có thể đi đây đi đó, vợ có thể bỏ cửa bỏ nhà, nhưng mình không bỏ bố mẹ và không bỏ quê hương và nhà của mình ở đấy. Mình muốn người ta quy tập lại về với mình thì mình phải chốt. Đúng không ạ? Vâng, đấy vâng. Cũng giống như cái đinh ấy, phải có một cái chốt, rồi sau đấy còn các thứ khác nó xoay quanh cái chốt đi chứ. Chứ còn mình cũng cứ tứ tán đi rồi mạnh ai người đi, người thì ra Bắc, người vào Nam thì làm sao được. Việc đầu tiên mình cải thiện cuộc sống của mình bằng cách là mình có bố có mẹ này, mình có nhà Nam Định rồi này, mình mấy cái đang không quá già này, về Nam Định đi làm công ty cũng được, rồi nghề làm gì cũng được. Mọi khi đi làm gì thì bây giờ mình vẫn làm ấy. Bí cắm thì mình là thành phố Nam Định đúng không? Vâng. Về đi, bây giờ chỉ có người lười thôi chứ còn ở thành phố chả thiếu gì việc. Thấp nhất là cũng đi chạy Grab, rồi xe ôm, rồi đi giao hàng, ship đồ, ngày tháng cũng được vài đấy. Cái việc ngoài cái việc nuôi sống bản thân thì cho bố mẹ mình ấy đỡ khổ đấy. Con trai đi khắp Va Nam ngoài Bắc rồi, bây giờ về nó ở gần nhà. Thế rồi cái thằng cu con 14 tuổi kìa, cháu còn đang học, nó còn có chỗ dựa tinh thần. Thế rồi cái thằng cháu như này, cháu thứ hai thì năm 2018 ấy nó lại theo mẹ nó mất rồi. Vâng, không thì lúc đấy cô ấy thì em ấy lại bố tôi nói là thôi cho lo cho nó vào trong Ninh Bình học với mẹ nó ở trong đấy, thì lo vào trong đấy thì thực sự em thấy nó không ổn. Nó lại mẹ nó thì lại lang thang đi làm, nó bảo việc ông lo việc tôi lo, thế em cũng buồn. Thế em cũng bảo là thôi nhìn cái cháu nó nằm, nó ăn nghỉ cùng với cái bọn cho vay thế chấp cầm đồ tín dụng ấy. Rồi. Thế em lại thấy bức xúc lắm rồi. Tóm lại là cái đứa 14 tuổi giờ mình... Em lại quan tiếp vào, nhưng ông ấy vào, em mời cả ông cả anh em vào thì gia đình thì ông cứ cho là trong sạch. Nhưng không nhìn cái hậu quả đằng sau nó là bao nhiêu. Tóm lại cái cậu con 14 tuổi bây giờ ở đâu? Bây giờ nó lại chuyển vào trong Sài Gòn rồi. Bây giờ mẹ nó chỉ lại đang lang thang đang ở Bắc. Mẹ thì lang thang, 14 tuổi thì ở trong Sài Gòn, đứa 20 tuổi thì ở trong trại. Trời ơi, thật ra thế này này, một phần lỗi ở em đấy. Vướng ở đâu thì mình tháo gỡ ở đấy, sao tự nhiên lại gánh gồng bỏ cửa bỏ nhà đi trốn với đi chạy. Rồi cuối cùng nó làm tan nát mất một cái gia đình. Bây giờ muốn khởi đầu là quay trở lại đi, làm ăn yên ổn đi. Thế rồi tìm tòi xem cái thằng cu 14 tuổi, mẹ thì bây giờ đã ra Bắc để trốn nợ. Thế thì cái thằng cu 14 một mình ở trong Sài Gòn rồi không có người lớn hướng dẫn, rồi vớ vẩn lại vi phạm pháp luật, lại đi trại nữa thì mình trắng tay. Đối với mình cái tuổi này chưa già nhưng cũng không thật là quá trẻ để mà mình làm lại từ đầu. Mà cái vốn mình có cũng đã từng là gì ạ? Có nhà, có cửa, có nghề, có nghiệp, có vợ, rồi có hai đứa con trai. Bây giờ mình chỉ cần uốn nắn mình người ta gọi là cải tổ lại nó thôi, chứ không cần phải đập nát xây lại nữa. Vâng, thì em dẫn lời anh tí là em bây giờ em đang làm cho một công ty cám thức ăn chăn nuôi Thành Vinh ở Hà Nội.
nên em đang hiện em làm ở Thường Tín, Hà Nội được cũng năm được. Nay hơn à, Hà năm Nội nay rồi. Ừ, Hà Nội với Nam Định, nhưng nói chung là đi đi về về và cái nhà nó có hơi ấm hơi người để mà ví dụ các con mà nó có thất bát nó thì còn có chỗ quay trở lại đấy. Cho nên là bằng mọi cái mối quan hệ xem cái thằng cu 14 bây giờ nó làm gì ở đâu, theo mẹ vào đấy, nhưng bây giờ mẹ lại lang thang rồi thì con chắc cũng vật vờ rồi, rất dễ bị rơi vào những cái cạm bẫy và thì tội đấy, lắm em nhá. Em lại có một câu xin anh tư vấn cho em này, để em muốn chấm dứt. Thì nên là em cũng đã vào tòa rồi, thì tòa lại hỏi yêu cầu em như vậy. Ừ. Thế thì em bây giờ đang bối rối ở chỗ này, em tìm ra một cái tin tức thì để đến với chuyên gia tư vấn với em để em dứt điểm cho nó gọn, vì cuộc sống với cô ấy giờ em không nghĩ thì là con người, vì em cũng không bao giờ em là một người đàn ông phũ phàng à nhỏ. Em tin người quá nên bây giờ em cần tìm đến nơi này để các anh tư vấn cho em. Đấy, hướng thứ nhất là hướng em hãy bình ổn, làm sáng cái bản thân lên, rồi ngôi sao sáng ấy sẽ hút những cái ngôi sao nhỏ hơn quay trở về. Còn việc thứ hai mà em muốn hỏi, tức là làm như thế nó mệt mỏi lắm, tuổi này rồi không làm được nữa, chỉ muốn chấm dứt thôi đúng không? Chấm dứt thì nó có hai cách. Một là thuận tình ly hôn, tức là cái đơn đưa đi đơn ấy là phải có cả hai chữ ký của hai vợ chồng. Nhưng mà cũng có trường hợp là bởi vì để mà thống nhất được cả hai vợ chồng cùng ký đơn ấy nó cũng khó khăn lắm, cho nên là tòa cũng đã xử lý những cái đơn mà gọi là chỉ có một chữ ký. Nhưng mà rồi sau đấy thì họ sẽ phải mời được vợ về để làm các thủ tục tiếp theo. Ví dụ như hiện nay là mình cứ đưa đơn lên tòa án nhân dân thành phố Nam Định chẳng hạn. Đấy, chung sống kết hôn thế này rồi là theo thời gian chung sống rồi bất hạnh rồi không thể làm lại rồi bây giờ mong muốn là ly hôn với cái cô A, cô B, cô C với hộ khẩu ở đây ở đó. Thế và mình cũng trình bày là không gặp được cô mà cuộc sống gia đình giờ nó cứ be bét như này, mệt mỏi quá. Thế thì người ta có thể nhận đơn của mình, hoặc là người ta có thể nhắc mình là phải thông báo ở trên các cái phương tiện thông tin đại chúng. Em thỉnh thoảng nghe đài với lại nghe tivi mà xem thấy có cái đoạn là anh Nguyễn Văn Tờ tìm chị Nguyễn Thị L hiện nay đang làm ăn sinh sống ở đâu, trở về ngay tòa án nhân dân huyện nọ, quận kia hay thành phố nọ để giải quyết các cái thủ tục mà ly hôn đúng không? Đã có những cái thông báo thế thì vân vân, thì ở đấy người ta lại tư vấn, người ta hướng dẫn em các thủ tục tiếp theo nhé. Vâng, nhưng mà anh thì anh rất là muốn em nghĩ lại đi. Bây giờ 47 rồi, mình lại phá xong, mình bắt đầu xây lại từ đầu. Nếu mà may mắn lại lấy một cái cô nào đó 30 ba mấy, xong mình lại bắt đầu bú mớm đứa trẻ từ lúc có thai có chửa cho đến lúc bao giờ mới được một đứa thanh niên 20 với 14 để mà thế mà trong khi thì hai đứa rất dễ có nguy cơ, nếu như gia đình mà tan nát, bố mà không quan tâm là thành đứng đường, đấy là vi phạm pháp luật, sau này mình ân hận lắm cơ. Vì vâng, lỗi anh là ơi, em không thì ở các cháu ở trên địa bàn cơ sở, những tiêu chuẩn của xã thì em cũng là một người đàn ông tiêu biểu mà ai cũng nghĩ đến, vì tham gia cái gì cũng tham gia, nhưng cho vì em tin người vợ quá nên em cũng cần thì đến chuyên gia như này, thì em rất cảm ơn chương trình và cảm ơn anh đã tìm cho em lời nói mà chia sẻ, thì em cũng sẽ nghe theo lời của tư vấn của anh. Rồi, cảm ơn nhé. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn anh đã gọi điện tới chương trình. Chúc cho anh sẽ gỡ rối được chuyện gia đình của mình và sẽ có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc hơn anh nhé. Vâng, chào anh. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Hải Dương. Alo, thính giả gọi điện từ Hải Dương phải không ạ? Dạ vâng ạ, chào chương trình ạ. Vâng, chào chị, câu hỏi của chị là gì thế ạ? Chị ơi, thằng cu em 25 tuổi ạ. Cháu làm nghề lái xe ạ. Tự dưng cháu nó đau hai quả cá ấy chị ạ. Vâng. Thế gia đình cũng cho cháu đi khám ở Hà Nội này, thì các lớp này. Và kết quả thế nào ạ? Viện, dạ. Kết quả thì thế nào ạ? Cháu nó đau ấy thì chụp CT các lớp, nó xin trước là đây là không phải tật gì. Không phải tật gì, vâng. Hay đau dây thần kinh hay là đau cái gì chứ không phải tật gì. Thế về cháu uống thuốc ở Hà Nội rồi, bệnh viện Thanh Bôn rồi, nó vẫn đau. Vâng, tức là có đưa con đi khám, có uống thuốc rồi nhưng mà vẫn không đỡ những cái cơn đau đúng không ạ? Vâng ạ. Vâng. Bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình sẽ tư vấn cho chị nhé, xem là chị cần làm gì để giải quyết được cái vấn đề sức khỏe sinh sản của con trai chị ạ. Chào chị. Thế thì cháu nó đau như vậy thì cháu nó còn tiếp tục đi lái xe không? Đúng không, đau quá là nghỉ ạ. Là nghỉ luôn, không lái xe nữa hả? Vâng. Nhà mình ở Hải Dương. Thế khám là cũng ở Hải Dương luôn? Không, em lên Hà Nội khám bệnh viện Thanh Pôn ạ. Là ở bệnh viện Thanh Pôn đi theo tuyến à? Không ạ, đi lên thẳng luôn ạ.
thì ra lớp luôn đấy ạ. À thế à. Ừ, công thế, từ đấy. Rồi, thế ở Sanh Pôn thì chẩn đoán là không bị làm sao cả, nhưng trên thực tế vẫn đau. Có lẽ là mình phải tìm hiểu sâu hơn, tức là đi vào cái chuyên khoa ấy, chuyên khoa như là chuyên khoa nam học ấy. Thì vâng, là nó sẽ tìm hiểu sâu cái vấn đề là đau, chứ còn đôi khi chỉ là CT cắt lớp không tìm hiểu được nguyên nhân đấy, mà nó không thấy hình ảnh gì cả thì người ta kết luận là không sao. Thế nhưng mà còn các cái vấn đề khác như là nội tiết hay là các cái bệnh khác mà thuộc về nam học, tức là thuộc về con trai đấy, đàn ông ấy, thì mình nên đến các cái cơ sở chuyên khoa như vậy để mà khám. Chứ còn rõ ràng vẫn cứ đau và uống thuốc không đỡ thì là không bình thường rồi, đúng không ạ? Gia đình cũng cho cháu đi khám chỗ mà người ta mà hiếm muộn những cái gì đấy. Là ở đâu? Qua Hà Nội ạ. Đấy là chồng em mới đi, dĩ em mới không đi. Bây giờ sau lại cho cháu vào trong Sài Gòn khám thì người ta cũng bảo là không bệnh tật gì. Cháu nó uống thuốc một năm rồi thì tự nhiên cháu không uống nữa. Thế sao lại đi khám hiếm muộn? Cháu nó có... Người ta mà đi khám trong cái tình trùng nó có làm sai là vấn đề cả cái tình trùng đấy, cho đi khám hết. Thì tinh trùng cũng không sao. Vâng. Thế nhưng mà nó có khi nó còn là ở cái tĩnh mạch, ở cái mạch máu hay cái gì đó. Mà ở Hà Nội này này, Hải Dương với Hà Nội là rất gần. Và Hà Nội nó có những cái cơ sở khoa học, ví dụ như là bệnh viện Việt Đức, ví dụ như là các cái bệnh viện mà nó phụ sản trung ương, nó cũng có những cái khoa mà gọi là nam học, mà nó chuyên về các cái vấn đề gọi là sức khỏe sinh sản đi, hay là như của cháu đi. Rất là nhiều bệnh viện mà chuyên khoa như vậy. Sao cứ lọ mọ đi xa thế, rồi lại còn đi khám hiếm muộn nữa, nó không đúng đích. Vâng. Nhá. Vâng. Thế thì bây giờ bắt đầu lại, tùy chị quyết định, hoặc là lên bệnh viện Việt Đức khám về nam học, đúng không? Và mình mang tất cả các cái hồ sơ mà có thể không có hồ sơ nhưng mà họ kết luận như nào ở các nơi kia thì mình cũng ghi lại. Đó, không biết là khi đi khám rồi có kết quả, có chụp lại không thì để cho... thế thì tốt rồi. Thì mang đến để cho người ta biết được rằng là à, ở những bệnh viện kia rồi là trong Sài Gòn người ta làm cái này rồi, bây giờ người ta sẽ lại đi làm tiếp những cái khác để tìm nguyên nhân. Nhá. Vâng. Vâng, đây không phải thêm chương trình thêm nữa. Vâng. Cháu từ ngày về uống thuốc thì giờ cho cháu một năm nay nó không uống tí nào bác sĩ ạ. Xem lại cái thuốc đấy là thuốc gì và tác dụng phụ của thuốc là gì. Thế và đôi khi, đôi khi cũng không phải là chỉ khám ở cái chỗ đau đấy đâu, mà còn khám ở những cái vấn đề khác nữa. Nhá. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Vũ Minh Phượng. Cảm ơn chị đã gọi điện tới chương trình. Chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Bắc Giang. Alo, thính giả của điện từ Bắc Giang phải không ạ? Alo ạ, vâng, Giang đây. Vâng, chào chị, câu hỏi của chị là gì thế ạ? Cho mình hỏi trên gia đình đoàn là cháu gái của mình 16 tuổi nhưng mà thỉnh thoảng cháu hay xin đi sinh nhật, rồi thì tan học cháu hay về muộn ý. Thế thì gia đình đang lo cháu lại yêu đương sớm thì muốn hỏi chuyên gia tư vấn cho. Vâng, con gái ở cái lứa tuổi này khiến cho cha mẹ rất là lo lắng đúng không ạ? Anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho chị nhé. Rồi, xin chào mẹ cháu. Vâng, chào anh ạ. Nhờ anh tư vấn giúp. Con gái lớn đấy hả? 16 hả? Đang học lớp 10 à? Cháu năm nay lớp 11 thì tới này lên lớp 12. Thế mới lo chú anh ạ. Cao lớn không? Xinh không? Cháu thuộc dạng xinh, trắng chéo. Ngoan không? Gần như hoa khôi của lớp ấy. Chắc giống mẹ. Mẹ thì 50 tuổi rồi, bình thường thôi. Bình thường thì cháu học có được không? Cháu học ở lớp ở cái mức khá, đứng thứ 10 của lớp. Có bao giờ mà các thầy cô nó phải phàn nàn gì, nói chuyện gì với mẹ chưa, bố mẹ chưa? Thầy cô thì đi họp phụ huynh là phàn nàn là hay nói chuyện trong lớp kiểu đùa cợt nhả với các bạn, rồi ăn mặc diện, rồi lại còn tô môi những thứ ấy. À rồi, những cái quy định là học sinh phổ thông thì không được son phấn thì thầy cô ta cũng lớn rồi đúng không? Đấy thì lại quần bò thì đang mặc quần bò đẹp thì lại rạch ống, cắt ống. Rồi ấy, rồi, rạch cũng được các bạn ấy thích thế, nhưng có điều là không được mặc đến lớp, thì nhà trường ta quy định thế, thế còn thì... Đấy cháu mặc ở nhà đi lại cũng lo. Rồi, rồi. Thứ hai nữa là mình có biết con nó chơi với những bạn trai, bạn gái, có nhóm bạn không? Có, cháu thì thân với ba bạn, cả bạn trai, bạn gái. Có bao giờ mà chúng ta đến... Cả bạn trai đưa về cổng ấy, thế mới lo, sợ yêu đương sớm thế.
Cái bạn trai đưa về cổng thì tốt quá, chứ cái chuyện nhiều người thấy đi bộ thì có bạn nó bảo lên đây tới chở thì làm sao. Sợ nhất là không thấy nó chở về cổng mà nó lại chở đi đâu ấy chứ. Thứ nhất là học sinh lớp 11 rồi, xong rồi là lại xinh xẻo thì có bạn trai bạn gái cũng là bình thường. Thế còn cái chuyện đi sinh nhật, bạn nó có nói cụ thể là đi đến nhà bạn nào không? Cháu thì em thì nó bảo là con đến nhà bạn này sinh nhật, nhưng thỉnh thoảng lại thấy sinh nhật thì mẹ không nắm được. Thì đúng rồi, thì mỗi bạn một năm một lần sinh nhật mà nó chơi với 8 đứa thì 8 lần sinh nhật thì chứ lấy đâu mà nhiều. Bình thường thôi, nhưng mà thế này, ví dụ như nó nói rằng là sinh nhật đến nhà bạn Hùng chẳng hạn nhá, mình biết là nhà Hùng ở đâu này, thế xong rồi mình cũng chả có ngăn cản làm gì, bởi vì nếu nó hư thì nó cũng chả xin phép mình đâu. Đây nó đã xin phép đàng hoàng, nghĩa là thế con đi cũng được. Thế rồi thế nhà Hùng ở đâu, thế này bảo nhà Hùng số nọ số kia, thị trấn này thị trấn khác chẳng hạn, thì mình cũng biết. Thế thôi, xong rồi nhớ là con gắng là đừng có uống rượu uống bia. Thế và hai nữa là về trước 9:30-10 giờ, ví dụ như mình có những cái nhắc nhở thế. Và nếu có thể được ấy, mình nắm được thông tin của một vài đứa trong nhóm chơi, khi mà con mình đi rồi mình sẽ gọi điện cho, ví dụ nó chơi với cái Hoa này, cái Hương này, cái Hường này, cái Lý chẳng hạn, thế mình sẽ gọi điện cho một trong đứa này: cháu ơi, có phải hôm nay là sinh nhật Hùng đấy, thế ấy, nhà bác nó bảo rằng nó đi xin sinh nhật bạn Hùng. Thế thì bảo vâng ạ, đúng rồi, chúng cháu cũng tí nó cũng đi đây. À, mình biết là nó sẽ đi một nhóm. Thế còn nếu như mà nó cãi: ồ không, làm gì có sinh nhật bạn Hùng nào, chúng cháu chơi với nhau, thế chắc là chúng ta đi chơi riêng rồi, ví dụ như thế. Mình phải có cái đội ngũ chân rết, tức là mình mặc dù tỏ ra rất là tin con nhưng mà biết đâu được ấy, thì mình cũng phải nắm qua các bạn. Rồi hai nữa là mình cũng tạo điều kiện cho con, thỉnh thoảng là sinh nhật con thì con cứ mời các bạn về đây, mẹ làm bánh ú, bánh dày, bánh giò, bánh rợm gì đấy cho chúng nó ăn. Thế anh rồi ơi, cái giờ mà tan học nhiều khi cháu nó lại về muộn hơn, 5 giờ tan thì lại cứ 5 rưỡi mới về, thế mẹ lại lo. Rồi thế xong rồi là nó có giải thích là vì sao không? Giải thích nào, hôm thì nó bảo đi bơm xe, hôm nó bảo là con với bạn ngồi uống nước một tí, thế nhiều khi lo. Tức là nó đi xe máy hay đi xe đạp hay là... Cháu thì đi xe máy, thế tôi hỏi anh là có nên cho cháu nó dùng điện thoại không? Chả dùng thì cũng chả cấm được, chỉ có điều rằng là các cháu không dám cho cháu nó dùng thì mới hỏi anh là có nên cho cháu dùng không. Nhà trường cũng cấm các con sử dụng điện thoại, nhưng các con vẫn cứ để ở trong túi trong cặp, xong nó làm sử dụng ở trong cái lúc ra chơi hoặc là cái lúc trước lúc vào lớp hay là sau, chứ còn thì nhà trường nào cũng cấm học sinh sử dụng điện thoại trong cái giờ. Nhưng mà chắc là cũng chả cấm được đâu. Có những trường hợp mà bố mẹ chỉ cho con sử dụng điện thoại cục gạch ấy, tức là điện thoại chỉ để alo được ấy, thì nó cũng vẫn có cái cách để nó nhắn tin hay nó vào mạng hay nó vào Facebook, Zalo, bởi vì nó mượn của bạn nó mà. Cho nên là cái biện pháp mà cấm không cho thì cũng không phải là biện pháp hữu hiệu. Mình cũng thỉnh thoảng kiểm tra con một chút, ví dụ như lâu lâu mà với một lần mà gọi là bơm xe còn được, chứ ngày nào cũng đi bơm xe mất nửa tiếng thì nghe cũng kỳ. Thế rồi là uống nước uống non thì cũng có thể biết là uống nước với nhóm bạn nào. Thế rồi cũng có những hôm thử xem là xem con như thế nào, bố đến cổng trường trước xem. Đôi khi có những ông bố tăm tia con từ xa, thấy con mình ra xe của con thì để ở trong trường, nhưng mà lại con gái mình lại ngồi sau xe một bạn trai khác, thấy nó đi chở đi đâu, nửa tiếng sau nó thằng con gái mình mới quay trở lại lấy xe. Nghĩa là nửa tiếng đấy chúng nó đi đâu, về nhà thì cũng không nên quá lo lắng, nhưng mà thực ra thì cứ ngồi đấy lo cũng chả làm gì, bằng cách việc là mình phải nắm được thông tin bằng nhiều các kênh khác nhau. Thứ nhất là kênh qua bạn bè, thứ hai là tự mình đi mà để ý đến con một chút nhé. Anh cho em hỏi là có nên cho cháu nó thỉnh thoảng nó xin tiền để nó đi ăn sáng, có nên cho không ấy? Vấn đề hư không phải là cái chuyện ăn sáng hay không ăn sáng. Vấn đề là chồng như em cứ kiểu cháu cứ lĩnh lương rồi cho nó hàng 300-500 ấy. Em đi lo sợ tiền đấy nó đi chát chít rồi nọ kia. Thật ra thì trẻ con, không gọi là trẻ con, nó đến học sinh cấp 3 rồi, có một vài trăm trong người cũng không phải là gì đấy. Bố lĩnh lương có cho 400-500 một lúc thì lo sợ. Không, thế tiền. Là bảo bố là thỉnh thoảng cho nó 100 hay 200 để nó nạp tiền điện thoại hoặc là thế này thế khác. Bạn nó mời uống trà sữa thì thỉnh thoảng mời lại bạn cái kem, cái chuyện đấy là cái chuyện nó bình thường, cũng không nên quá khắt khe. Thế nhưng mà không cho nhiều để mà mua sắm son phấn. Mình hoàn toàn cũng không thể cấm được, nói con rằng là đấy, nhà trường ta đã quy định này, không son phấn này, đến trường là phải quần áo đồng phục này, con gắng đừng làm những cái gì để gây sự chú ý của nhà trường. Cái gì rồi để các cô chủ nhiệm, các thầy chủ nhiệm lại gọi điện nhắc nhở bố mẹ thì có vẻ rằng là nó không đáng thế. Thế còn thì con ăn mặc
mặc thế nào cũng được, cái lịch sự là được, nhưng mà con mặc ở ngoài giờ, còn nhớ đến trường thì chấp hành cái sự mà quy định của nhà trường nữa. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Vâng ạ, thế cảm ơn chương trình ạ. Vâng, cảm ơn chị đã gọi điện tới chương trình. Vâng ạ.